chương 41 Tại hạ phong vương thối, phong vô khuyết Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mục giả Vì không bỏ sót bất kỳ một cái nào tin tức, mục giả quyết định mỗi cái đều thử một lần Chọn xong một về sau, nữ tử kia lập tức gọi hai vị ước chừng chớ chừng 30, khuôn mặt kiều mị vũ mị cô nương Một cái am hiểu tiêu, tên là Xuân Tiêu, một cái am hiểu đàn, tên là Cầm Vũ mà lại ngực có khe rảnh, Kỹ nghệ cao minh đến cực điểm. Hai người tự giới thiệu đều là đến từ Tây Bắc địa vực, bọn họ dáng người có chút cao lớn, quần áo sa mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy uyển chuyển dáng người đường công, giữa lông mày vũ mị đa tình, nhìn qua mị mà không dâm, khí chất rất tốt. Khó trách hoàng đế cũng thích nơi này. Chọn xong sau có thể lựa chọn đơn độc mở một gian phòng, cần lựa chọn khúc phổ, sau đó nghe hai người thổi tiêu đàn khúc. Về phần có thể hay không tiến thêm một bước chỉ cần xem người ta ý nguyện hai người là hợp tấu khúc mục rất nhiều mục giả tùy ý chọn tuyển một khúc hoa đào nước chảy sau khi nghe xong vẫn chưa thỏa mãn cái này nghe danh khúc hoa đào nước chảy hạng mục phụ kỹ nghệ hệ thống mở ra cùng còn lại nhân vật cùng hưởng chân thực hình thức dưới cùng người chơi đồng bộ cầm nghệ một một trăm ta, còn có hạng mục phụ kỹ nghệ Mục giả khẽ giật mình, khá lắm trò chơi này có thể lá gan địa phương còn thật nhiều à. Lại nói tại tu tiên giới, ngược lại là cũng có đàn xây cái này chuyên công âm luật tu sĩ. Loại kia đồng dạng vô cùng ít ỏi, bất quá đều thật lợi hại. Lợi hại âm luật tu sĩ, có thể một khúc đoạn nhân hồn, một khúc khải phấn chiến, thuộc về phụ trợ công kích đều gồm nhiều mặt. Khi tra nghệ, rượu nghệ cái gì, ta trước đó dùng phong ma nhân sao không mở ra tại thẩm phủ ta cũng uống không ít danh trà ngạch chẳng lẽ lại là phong ma nhân không có nghệ thuật tế bào mục giả suy nghĩ hợp lấy cái này thanh lâu khách làng chơi chuyên công những này là a à? cái này kia xuân tiêu đôi mắt đẹp lưu chuyển kéo lấy mang theo từ tính ngự tỷ tiếng nói nói công tử cảm thấy thế nào một khúc mục không sai đàn tấu đàn tấu bình thường hai hoa đào nước chảy nghe nói là căn cứ hoa đào rơi xuống nước cố ý, nước chảy lại là vô tình biên soạn mà đến. Hai người các ngươi đàn tấu thiếu đi mấy phần u oán chi ý, không kia mùi vị. Ba. Tuyển một, hai vị cô nương vẫn đứng lên, rời phòng. Tuyển hai về sau, hai vị cô nương nghe đôi mắt dị sắc liên liên. Không nghĩ tới công tử đúng là có thể nghe được. Công tử đã cảm thấy không kia mùi vị, vậy cần phải nghe một chút ăn mặn ăn mặn chính là cái gì? Ăn có ăn mặn làm, cái này khúc, tự nhiên cũng điểm làm ăn mặn. Hai vị cô nương đứng dậy, lột ra sa y, bước liên tục na di ở giữa đi vào cái sau trước mặt, đôi mắt nhìn chậm chậm nam nhân ở trước mắt, kiều mị gương mặt mang theo mấy phần ứng đỏ, hết thảy nắm đương nhiên tốt. Sa y không có, chỉ có áo trong cùng váy ngắn, cùng đập vào mắt có thể thấy được cái yếm. Cao cấp như vậy. Mục giả nhìn xem hai vị thành thục mỹ nhân ở bên cạnh mình, lấy thân làm đàn tiêu, lại lần nữa thổi một khúc hoa đào nước chảy. Mặc dù không đau thật thương thật, nhưng chơi liền là tiêu sống. Sau đó, hình tượng tối sầm lại, lại lần nữa hiển hiện lúc, hai vị cô nương đã mềm tại một bên, đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn xem cái sau, đôi mắt tràn đầy si mê chi ý, quần áo ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là váy áo nếp uống rất nhiều, không biết xảy ra chuyện gì cái gì ý tứ cái này phá trò chơi còn có hài hòa đúng không hình tượng đâu công tử thật lợi hại xuân tiêu cùng cầm vũ nhẹ nhàng liếc nhìn thanh lâu khách làng chơi bàn tay đỏ mặt lấy cúi đầu xuống mục giả hắn rõ ràng cảm giác được hai người này độ thân thiện đạt đến một cái tương đối cao trị số không hổ là thanh lâu khách làng chơi nhưng không được chơi cái trò chơi còn có cô đồng sao như thế nào trải nghiệm phong thổ mục giả tại chỗ hạ tuyến trực tiếp mở ra chân thực hình thức một lần nữa lần này không có cô đồng chỉ có thể nói thật mẹ nó lợi hại cái này thanh lâu khách làng chơi kỹ nghệ quá mạnh trong nháy mắt đảo khách thành chủ hiện học hiện bán cũng gãy một khúc nghe được hai vị mỹ nhân lệ nóng doanh trồng thân thể bởi vì cảm động run rẩy không thôi trách không được những cái kia tạp dịch đệ tử tân tân khổ khổ tồn điểm linh thạch đều muốn đi phường thị thiên hương lâu tiêu phí một phen mục giả hơi có mấy phần lý giải thanh hà quạng mỏ tạp dịch đệ tử mà lại cái này thanh lâu khách làng chơi nghệ thuật tế bào cũng là kéo căng ở phương diện này thiên phú kia là tiêu chuẩn khuyết điểm là tu luyện bí võ tốc độ cực chậm người nha có sở trường luôn có điểm yếu sau đó mục giả đem đến tiếp sau mấy cái từng cái thử một chút lãnh hội đến thế giới này khác phong tình. Nhưng ngay từ đầu tuyển 2, liền sẽ có hai tên Phương Hoa 18, thanh xuân Mỹ mạo nữ tử xuất hiện, sau này liền sẽ tập được kỳ nghệ. Tuyển 3 sẽ tập được thư họa kỹ nghệ. Tuyển 4 liền là trực tiếp vật lộn, sau đó nhắc nhở túy hương lâu độ thân thiện lên cao. Sau đó nữ tử kia thần phục với thanh lâu khách làng chơi cao thăm kỹ nghệ bên trong, phương tâm trung động, quyết định không lấy tiền. Hỏi một chút, mới hiểu nữ tử này là túy hương lâu đại quản sự, bất thiện nghệ, thiện chiến. Tuyển năm về sau, nữ tử kia sẽ nở nụ cười xinh đẹp nói. Có tự nhiên là có, có thể cùng năm đó vũ hà tỷ tỷ so sánh, chỉ có bây giờ nguyên sương tỷ tỷ. Nguyên sương tỷ tỷ thiện thư hòa chi đạo, nếu là ngươi không thông đạo này, nguyên sương tỷ tỷ khả năng không có duyên với ngươi. Nói trắng ra là, kỹ nghệ không đủ. Vậy cũng chỉ có thể nhiều hơn tăng lên kỹ nghệ lấy mục giả trực giác của mình vị này nguyên sương hoa khôi vô cùng có khả năng cùng lúc trước vũ hà có liên hệ thất tuyệt yêu ma mấu chốt tin tức dựa theo bình thường đường tắt hoặc là liền là tăng lên kỹ nghệ thu hoạch được vị kia nguyên sương hữu hảo nghe ngóng tin tức hoặc là liền là hàng đêm sinh ca ngủ phục túy hương lâu tăng lên túy hương lâu độ thân thiện có lẽ cũng có thể nghe ngóng tin tức nhưng mục giả muốn đổi thành những biện pháp khác thử một lần thế là ngày thứ hai, đổi lại hiệp đạo nhân vật, quyết định đêm tối thăm dò túy hương lâu. Là đêm. Một bộ y phục giả hành mục giả đi tới túy hương lâu. Nhưng mà, tại đi vào túy hương lâu hậu viện, chuẩn bị chui vào lúc, ngoại ý muốn phát sinh. Mục giả đã nhận ra ba cái thân thủ thoang thoát người áo đen, cũng tìm nhập túy hương lâu. Đồng hành. Mục giả sững sờ, đơn giản nhìn một chút, phát hiện mấy người kia thân thủ cực kỳ cao minh, chỉ sợ ít nhất là nhị phẩm cất bước trong đó cầm đầu cái kia thậm chí có tam phẩm trở lên thực lực mà lại thân pháp quỷ dị chưa bao giờ thấy qua không phải thái bình thành người mục giả trong lòng hơi động thái bình thành cao thủ hắn đối chiến qua tự nhiên giải chẳng lẽ cũng là đến nghe ngóng thất tuyệt yêu ma tin tức một ra tay can thiệp hai yên lặng theo dõi kỳ biến mục giả trong lòng hơi động lựa chọn hai không bao lâu túy hương lâu tạp âm nổi lên bốn phía theo một nữ tử thống khổ tiếng kêu thảm thiết ba vị người áo đen riêng phần mình bắt đi một nữ tử trong đó có cái mang theo mạng che mặt mặt giống như băng sương lại khuôn mặt thảm đạm hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ chi ý thật đúng là đến bắt đi người chẳng lẽ thật sự là đến tìm hiểu thất tuyệt yêu ma tin tức mục giả trong lòng không ổn nếu là dạng này vậy cái này cửa thứ hai muốn hoàn thành, thì càng khó khăn. Không được không được, lao lại đến. Trực tiếp ra tay can thiệp. Nhưng mà, để một giả ngoại ý muốn chính là, ba người này thực lực cực mạnh, chỉ bằng vào hiệp đạo bình thường hình thức hạ quả thực là đánh không lại. Cũng may thử một phen về sau, mục giả đối ba người này hơi có mấy phần hiểu rõ, lợi hại nhất cái kia có tam phẩm 400 khiếu thực lực, còn lại hai cái thì chỉ có hai phẩm mục giả đổi thành chân thực hình thức cho mình thực hiện trên khinh thân thuật trực tiếp mở làm có khinh thân thuật gia trì phối hợp bản thân thực lực kia tam phẩm thịt không được hai cái nhị phẩm người áo đen trực tiếp hai phát phong vương thối đánh chết phong vương thối ngươi là ai có loại xưng tên ra thấy đồng bạn bị đánh chết cầm đầu người áo đen kinh sợ vạn phần một ta là cha ngươi hai tất cả mọi người là đồng hành ngươi cứ nói đi. Ba. Nhìn thấy cái này, mục giả không có lựa chọn, mà là khặt khặt cười một tiếng, lập tức ngạo nghễ nói. Tại hạ, phong vương thối, phong vô khuyết. Thấy thế, người áo đen kia gắt gao nhìn chầm chầm cái sau. Tốt một cái phong gia, tốt một cái phong vương thối, phong vô khuyết. Bản tôn nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắc y nhân kia lách mình rời đi, cấp tốc biến mất tại bóng đêm bên trong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Túy Hương 18 tay Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ba người này lai lịch bất phàm. Mục giả phủi một chút, phong vô khuyết, bọn hắn liền giao cho người tới đối phó. Nói đến, cái này phong vương thối hành hạ người mới thật mạnh, hai chân hơn 300 thần khiếu, phối hợp khinh thân thuật, chuyện này quả là là xuất quỷ nhập thần, hai người kia còn không kịp phản ứng liền không có, hôm đó phong phủ, mục giả chưa từng sử dụng qua mình bí võ, toàn bằng phong ma nhân bản thân cường hãn, lưu trữ ký ức lại thêm pháp thuật đánh tới. Không nghĩ tới cái này phong vương thối phối hợp đơn giản pháp thuật tốt như vậy dùng. Đánh lui ba người này về sau, mục giả chui vào túy hương lâu. Túy hương lâu có năm tầng, theo thứ tự đi lên, tầng cao nhất cô nương tố chất kỹ nghệ vậy khẳng định là tốt nhất. Bây giờ là giờ tí, vương triều năm đó là có cấm đi lại ban đêm, bây giờ tự nhiên là không có vậy cái này canh giờ nhưng thật ra là túy hương lâu sinh ý nóng nảy nhất thời điểm năm tầng cao lầu phần lớn gian phòng đều là sáng thật sự là xa hoa lãng phí a mục giả thầm nghĩ rất nhanh trải qua đơn giản quan sát về sau mục giả phát hiện tại tầng thứ năm chỉ có ba gian cửa phòng ánh nến hơi ám còn lại gian phòng phần lớn đèn đuốc sáng trưng nếu là thừa dịp không người lúc thậm chí có thể nghe được yếu ớt khúc âm thanh truyền đến đồng thời mỗi cái tầng lầu đều có một vị nhị phẩm tả hữu võ phu hảo thủ vừa đi vừa về tuần tra làm thanh lâu bình thường đều có bối cảnh cái này túy hương lâu chắc hẳn cũng không nhỏ bối cảnh đương nhiên túy hương lâu cảnh giới so với phong gia vẫn là có vẻ không bằng phong gia đều có thể ra vào tự nhiên cái này túy hương lâu tự nhiên không đáng kể ba gian cửa phòng khả năng lớn có một ở giữa là còn chưa bắt đầu phiên giao dịch nguyên sương cô nương gian phòng nên đi cái nào một gian một đi bên trái hai đi ở giữa ba đi bên phải trầm ngâm một lát một giả đi trước bên phải nhẹ nhàng cậy mở khóa cửa sau khi nhập môn phát hiện nhà này đơn sơ đến cực điểm vừa tiến lên trước một bước các loại dấu dến cơ quan tên nỏ từ hắc ám bên trong chảy ra mà ra còn có trắng chắc lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Gian phòng kia là cạm bẫy. Cái này túy hương lâu cũng đề phòng tạc nhân trọng cấp đâu. Mục giả phủi một chút, khinh thân thuật gia trì dưới, thân hình lóe lên, liền nhẹ nhàng tránh thoát những này cơ quan cạm bẫy. Lại hướng trước, sẽ phát hiện gian phòng bên trong bầy đầy rất nhiều đàn tiêu danh khí cùng rất nhiều khúc phổ, thoạt nhìn là túy hương lâu trân tàn bảo bối địa phương, cho nên mới sẽ thiết kế nhiều như vậy cạm bẫy. Một trận tìm tòi thăm dò về sau, một giả có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi đạt được bí võ. Túy hương, thập bát mô. Túy hương, thập bát mô. Biến cũng gọi túy hương 18 tay, túy hương lâu ám sát bí võ. Thông qua giữa ngón tay chưởng lực, lấy vò, vê, đạn, nhảy, rồi, chấn rất nhiều kỹ xảo, có thể tự do nắm giữ khí tài. Tu luyện chí cao chỗ sâu, biết thân thể địch nhân cấu tạo có thể tại đầu ngón tay để cho địch nhân chết bởi vô tri vô giác. Đằng sau tại túy hương lâu bị đổi thành chuyện phòng the kỹ nghệ. Khó có tu hành cao thâm người. Mục giả. Ám sát bí võ. Cái này túy hương lâu lai lịch thật đúng là không đơn giản. Mục giả lo liệu lấy dốc lòng hiếu học thái độ, quan sát một phen, cảm thấy chấn kinh. Ngươi tập được ám sát bí võ. Túy hương thập bát mô mục giả đem thần khiếu bí võ đồ thả lại chỗ cũ cái này bí võ tu hành độ khó cực cao vì sao cao rất đơn giản cái này bí võ cần nắm giữ lượng lớn thực thao thân thể số liệu tất cả các loại kỹ xảo cũng cần thời gian dài luyện tập đồng thời còn đến có nhất định hạng mục phụ kỹ nghệ trình độ tỷ như đàn tiêu thư họa những này cần dựa vào ngón tay mới có thể thao tác kỹ nghệ bình thường mà nói bình thường võ phu không có cơ hội này đi tu luyện một là thân thể bị không được chớ nói chi là còn phải tăng lên tự thân kỹ nghệ nhưng lợi hại cũng là lợi hại loại này bí võ vết người tại hô hấp ở giữa lại không để lại dấu vết đạt tới cao thâm nhất cảnh giới đầu ngón tay kình lực có thể xuyên thấu cốt tủy kinh lạc thông qua nhân thể chỗ bạc nhược nhất kích tất sát mười phần cường hẳn đồng thời nó có thể ngoài định mức mở ra bàn tay mấy chục cái thần khiếu không ngừng cường hóa đối rất nhiều trưởng, quyền chỉ loại bí võ có ngoài định mức gia trì. Mục giả rời khỏi này gian phòng, quay người tiến vào cái thứ hai gian phòng. Gian phòng này liền tương đối bình thường, ám hương phụ động, rèm châu ngọc mạng, xem xét liền là nữ tử khuê phòng. Còn có một cổ nhàn nhạt thư hương khí tức, tại phía trước còn có một khối bình phong, màn hình phong hậu mặt đứng thẳng một tòa nhạc màu trắng màn lụa giường lớn, đến gần mấy phần, mục giả thấy được một tên khuôn mặt được xưng tụng là hoa dung nguyệt mạo nữ tử, lúc này ngay tại nghỉ ngơi. Nữ tử này ngày thường khuôn mặt tinh xảo, nhìn xem giống như là loại kia thư hương môn đệ văn nghệ nữ tử, mi tâm lại có ba điểm chu sa, tăng thêm mấy phần vũ mị chi khí, đang đắp chăn bông chập trùng quá lớn, hô hấp đều đều, giống như một bức mỹ nhân chìm vào giấc ngủ đồ. Mục giả đang muốn rời đi, nhìn xem bên giường khắc lấy một hàng chữ nhỏ hồng tụ sinh nguyên khí, sương đến làm xuân buồn. À, người này hẳn là liền là nguyên sương đúng là hoa dung nguyệt mạo mục giả khẽ gật đầu cái này một thoải mái một thanh hai đánh thức đề ra nghi vấn ba không quấy rầy tìm kiếm cái khác manh mối bốn mục giả cái này tuyển hạng cái gì ý tứ ta đường đường hiệp đạo há lại loại kia một hai loại kia đồ vô sĩ cho ra loại này tuyển hạng là đối hiệp đạo vũ nhục Mục giả lựa chọn một. Vũ nhục liền vũ nhục đi, tại trò chơi bên trong bị vũ nhục một chút, cũng không quan hệ, cùng lắm thì bỏ chút thời gian lại đến. Kỳ thật mục giả đối cái này nguyên sương không có cảm giác gì, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút cái này tuyển hạn có thể phát động cái gì. Hiệp đạo bò lên giường, đang muốn đi kia chuyện bất chính. Cái này, từ hồ kinh động đến cái sau, kia nguyên sương bỗng nhiên mở mắt ra, lại không có bao nhiêu kinh hoảng mà là nở nụ cười xinh đẹp nói công tử ngươi thật là nóng vội nô gia thế nhưng là còn cần một ít thời gian mới có thể ra các đâu ngay thơ văn nghệ khuôn mặt nhưng lại có mị hoặc tiếng nói ngươi đã bị mị hoặc mục giả giật nảy cả mình ngay sau đó chỉ thấy kiên nguyên sương đầu ngón tay khẽ vuốt hai người quanh thân quần áo đều rút đi cuốn thành một đoàn qua hồi lâu chết đó là cái yêu nữ Mục giả nhìn xem hắc ám trò chơi hình tượng, trong lòng cảm giác nặng nề. Thể nghiệm rất tốt đẹp, bị người đùa chơi chết. Thoải mái một thanh ngược lại là sướng rồi một thanh, không có người. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là cạm bẫy. Nhưng cái này tuyển hạng cũng làm cho mục giả đạt được một cái mấu chốt tin tức, cái này nguyên sương không tầm thường, không phải cô gái bình thường. Thủ pháp giống như là túy hương thập bát mô. Mở miệng trong nháy mắt tự hồ còn có cùng loại với mị âm giống như bí võ. Cái này bí võ, cần mở ra cổ họng khí quản thần khiếu, mà cổ họng thần khiếu, thuộc về thân thể thần khiếu, cực kỳ hiếm thấy. Loại này bí võ thần khiếu, năng lực thực chiến độ chênh lệch, nhưng nếu là phụ trợ vậy liền quá mạnh. Giang hồ bên trong lưu truyền cái gì sư tử hống, mà âm công chờ các loại đều thuộc về loại này bí võ. Mà lại cái này nguyên xương thể chất có chút đặc thù. Đường đường tam phẩm cường giả, cứ như vậy bị hút khô. Có chút cái bản hợp hoang tông yêu nữ hương vị. Lại đến một lần, lần này mục giả lần này lựa chọn hai, trực tiếp tay bấm ở cái sau cái cổ uy hiếp đề ra nghi vấn. Nhưng mà, tình huống cùng một kém không biết nhiều ít, kia nguyên sương mấy câu mị âm liên tục, nhân vật rất nhanh liền lâm vào mị hoặc trạng thái. Sự thật chứng minh, thân là hiệp đạo, không thể làm những cái kia ác tha ti tiện sự tình không phải, dễ dàng xảy ra chuyện. Ngược lại là kia ba hắc y nhân, không biết có phải hay không là học được tính nhắm vào bí võ, thế mà có thể bắt đi cái này nguyên sương cô nương. Mục giả tuyển ba, tại gian phòng một trận tìm tòi về sau, phát hiện một cái bảo hạp, cởi ra bảo hạp về sau, thấy được một bộ đặc thù tranh sơn thủy. Thư họa kỹ nghệ không đủ, không cách nào thăm dò họa bên trong mấu chốt tin tức. Cái này chắc hẳn liền là đầu mối mục giả có chút hiểu được một mang đi ra ngoài tìm người dám thưởng hai bất động mục giả lựa chọn một nhưng mà chạm đến bức tranh đó trong nháy mắt nhắc nhở nhân vật trúng kịch độc mãnh liệt độc tố rất nhanh ăn mòn nhân thể thần khiếu không bao lâu liền tử vong mục giả được thôi quá trình đều biết rõ cái này nguyên sương đúng là mấu chốt bức tranh này còn cần đến cực cao thư họa kỹ nghệ phá cục biện pháp kỳ thật rất nhiều, nếu như chỉ có nhị phẩm thực lực, vậy liền thành thành thật thật tại túy hương lâu tăng lên độ thiện cảm, tăng lên thư họa kỹ nghệ. Thực lực mạnh, nếu có tứ phẩm, mở gan thần khiếu, trực tiếp mang đi bức tranh cũng được. Còn có cái biện pháp, ngũ phục nguyên sương cô nương, để nàng trợ giúp cởi ra thư họa bí mật. Cái này chỉ sợ có chút khó, cái này nguyên sương thể chất đặc thù, am hiểu sâu túy hương thập bát mô, còn tập có cao tham mị âm bí võ, chỉ sợ chỉ có tư bản hùng hậu thanh lâu khách làng chơi có thể cùng đánh một trận thậm chí đều chưa hẳn có thể ngủ phục lại đến một lần một giả đạt được manh mối về sau đi bên trái nhất gian phòng gian phòng này cũng không cái gì đặc thù chỉ là trữ bị một chút tiền tài bất quá có người ngày đêm trông coi chui vào liền sẽ bị người ở bên trong phát hiện sau đó toàn bộ túy hương lâu đều sẽ cảnh giác các loại tay chân gia đình một cái sọc vọt tới bằng vào linh xảo thân thủ mục giả trốn ra túy hương lâu. Chuyến này, thu hàng vẫn là tương đối khá. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Phù lục tu thần công, mở thần thần khiếu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sáng sớm hôm sau. Rèn sắt còn cần tự sinh cứng trắng a. À? Vẫn là thành thành thật thật tăng thực lực lên đi. Trước mắt chủ yếu vẫn là đến tăng lên phúc hải độc tôn công phúc hải độc tôn công chỉ cần đạt tới hai tầng liền có thể mở ra thần thần khiếu đến tầng thứ tư liền có thể mở ra gan thần khiếu tác dụng không là bình thường lớn mục giả đã nghĩ đến tu luyện biện pháp thế giới trò chơi không được vậy liền hiện thực đến một ngày lao động xong mục giả chưa có trở lại thạch ốc mà là đi một chuyến phường thị dự định mua một chút phụ lục thanh hà phường thị là tiểu phường thị xây dựa lưng vào núi lập là kim thạch tông bên trong phạm vi quản hạt tu tiên giả cỡ nhỏ làng xóm. Nhưng lại nhỏ làng xóm, so với nhân gian thành trì đều lớn hơn nhiều. Phường thị bên trong có cấp hai phòng hộ đại trận, có thể nhẹ nhõm ngăn cản trúc cơ kỳ tu sĩ tiến công, ngay cả kim đan kỳ tu sĩ một lát đều không thể công phá. Trong phường thị kiến trúc đầy đủ, cái gì cần có đều có, linh thú cát, thiên hương lâu, vạn bảo phường, đấu pháp đài, đường đi giăng khắp nơi. Nhiều loại pháp khí, phi kiếm hồ lô quạt hương bồ đai lưng ngọc linh chu đủ để nhìn thấy người hoa mắt nếu là thường ngày thanh hà phường thị phường thì còn không có nhiều như vậy gần nhất tà tu càng quấy bên ngoài nguy hiểm vô cùng rất nhiều tu sĩ vì an toàn không tiếc tiêu tốn rất nhiều linh thạch làm một trương thanh hà phường thị lâm thời thân phận con bài nhà vào ở phường thị cứ thế trong phường thị tu sĩ càng ngày càng nhiều người càng nhiều tiêu hao lớn giá hàng liền lên tăng Mục giả đến đến một chỗ bán phù triện quay hàng Tu sĩ cần thứ gì phù triện? Bày quay bán hàng phù luật sư chỉ có luyện khí 3 tầng trình độ Là một tên gầy khô gầy khô nam tử Nhưng ở phù triện một đạo rất có vài phần thiên phú Là thanh hà phường thị bên này nổi danh cấp thấp phù luật sư Gọi là phù cá Gần nhất ta tu làm ầm ý Ta muốn mua một chút phòng ngự có liên quan phù luật Mục giả nói À minh bạch minh bạch. Phù cá trên dưới dò xét, vừa nhìn liền biết đây là phía ngoài tạp dịch đệ tử, trong tay thường thường không có mấy cái linh thạch, căn bản không có khả năng tại thanh hà phường tốn hao mấy chục viên linh thạch xử lý trên lâm thời thân phận con bài ngà, trong lòng một chút liền hiểu rõ. Hắn lập tức móc ra số loại cấp một phù lục. Đây đều là cấp một phòng ngự phù, có chút là dùng tại bản thân phòng ngự, có chút là dùng tại vây khốn người khác. Thổ giáp phù, có thể ở trên người hình thành dậy như bàn thạch thổ khải, có thể miễn ba lần luyện khí cấp một pháp thuật, hoặc là một lần cấp hai pháp thuật. Thủy động phù, đây là ngũ hành động thuật chế tác mà đến, có thể hóa dòng nước trốn vào sông lớn suối nước bên trong, rời đi công kích của địch nhân phạm trù. Vũng bùng phù, có thể để mặt đất sụp đổ, một mực hấp thụ ở địch nhân, khiến cho linh lực ngưng trệ, diện rộng hạ thấp thực lực. Chủ quán lấy ra đều là cấp một phù lục, Quý nhất cũng liền giá trị ba cái linh thạch, xem như tương đối thân dân giá tiền. Loại này phù triện đều là cấp 1, phẩm chất vẫn được, với luyện khí 3 tầng trở lên tu sĩ, đều có không tầm thường hiệu quả. Bình thường tới nói, tạp dịch đệ tử bình thường là sẽ không dùng những phù triện này, cho dù tiện nghi hơn phù triện, đối tạp dịch đệ tử mà nói, cũng hơi đắt. Chỉ là bây giờ tà tu làm loạn, có tạp dịch đệ tử mua sắm linh phù phòng thân, cũng thuộc về bình thường có hay không lại rẻ hơn một chút? Tốt nhất là thủy hệ. Mục giả hỏi. Lại rẻ hơn một chút. Chủ quán khẽ nhíu mày, móc móc túi trữ vật, cầm ra một thanh màu thủy lam phù triện, có, cái này. Thủy lao phù. Này phù cũng là dùng cho vây khốn địch nhân. Chủ quán giới thiệu nói, chỉ bất quá này phù hiệu quả hơi kém, có thể hình thành thủy lao, lợi dụng cường đại thủy áp vây khốn địch nhân đối với ba tầng trở xuống tu sĩ, có thể vây khốn mấy ngày mấy đêm, nhưng đối với ba tầng trở lên. Ngạch, chỉ có thể vây khốn. Nhất thời nửa khắc. Tu vi càng cao, thời gian càng thấp. Vì kia tà tu nghe nói có luyện khí bảy tám tầng thực lực. Thực lực cường hãn không đi nổi, trước một trận còn đánh chết một vị chính tầng tu sĩ mới danh tiếng vang xa. Loại này phòng ngự phù, hiệu quả tương đối kém, bán được cũng không tốt rốt cuộc đối với ba tầng trở lên tu sĩ hiệu quả cực kỳ bé nhỏ một giả dạ ánh mắt sáng lên liền cái này nếu như ta mua mười cái có tiện nghi một chút sao ừm cái này cấp thấp thủy lao phù bình thường giá cả một viên linh thạch một trương ngươi mua mười cái tính ngươi chín khối linh thạch như thế nào vậy ta mua trước một trương chủ quán sắc mặt tối đen ngươi không mua kia hỏi nhiều cái gì một tay giao tiền một tay giao hàng về sau một giả rời đi phường thị về tới thanh hà thạch ốc thủy lao phù một giả lấy ra một trương thủy lao phù thở sâu rót vào linh lực kích hoạt thiếp trên người mình một lát sau phù lục bên trong sinh ra từng cổ dòng nước chớp mắt liền đem một giả vây quanh như thủy triều áp lực hóa thành lòng giam trói buộc lấy tự thân còn kèm theo một cổ bàn bạc thủy linh lực đánh tới liền là cảm giác này một giả tâm thần đại chấn lập tức vận chuyển tu hành hãng hải độc tôn công không sai hắn dự định lấy phù lục nếm thử tu hành không bao lâu một giả rõ ràng cảm giác được toàn thân theo thủy lao ép che từng cổ thủy linh khí xông vào trong cơ thể ép luyện toàn thân các nơi khí quan tại công pháp vận hành dưới nhận thủy áp mạnh nhất liền là thận vẽn vẹn qua nửa canh giờ một nguồn sức mạnh mênh mông từ thận bên trong tràn lan mà ra một giả biết được đây là thận có thần khiếu mở ra Lực lượng này tới vi diệu, để lao động một ngày có chút mỏi mệt một giả, đột nhiên có loại tinh lực tràn đầy ảo giác, tùy thời nghĩ muốn làm một vố lớn. Quả nhiên, thành công. Tu hành là thông. Mục giả trong lòng hơi vui. Muốn tại thế giới trò chơi tu luyện phúc hải độc tôn công có chút khó khăn, một là tu luyện hoàn cảnh, hai là tu luyện tư nguyên. Bây giờ nước này lao phụ sáng tạo ra tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, cho dù mình ở phương diện này tập võ tư chất đồng dạng, nhưng như cũ có thể có thật nhanh tốc độ tu luyện. Tới trước tại quan mỏ tu hành xích diễm quyền cùng loại. Chỉ bất quá cần một viên linh thạch làm khởi động. Một trương thủy lao phù, dựa theo ta tu hành thời gian, dùng mấy ngày không thành vấn đề. Nếu có 10 cái, chí ít có thể sử dụng một hai tháng. Có lẽ có thể đạt tới tầng 2 hoặc là 3 tầng, 4 tầng cũng khó nói ngày mai đi thêm mua mấy trương. Phí tổn là đắt một điểm, nhưng mục giả cảm thấy vẫn là mát trị số. Mười cái thủy lao phù chín cái linh thạch. Chín cái linh thạch, mua bản cấp thấp công pháp, hoặc là thuật pháp cũng khó khăn, nhưng lại có thể tu luyện ra một môn thần khiếu chân vũ, đối với mình tăng lên chiến lực không thể bảo là không lớn. Dựa theo mục giả tính ra, bốn tầng phúc hải độc tôn công, mở ra hai đại khí bẩn thần khiếu về sau, Tổng cộng có tiếp cận hơn 800 viên thần khiếu, luyện khí tầng 6 tu sĩ, chỉ cần bị cận thân, một quyền xuống dưới đều đều phải chơi xong. Nếu là có thể đem Túy Hương thập bát mô tu luyện xong, đến cái ám sát loại hình, bảy tầng nói không chừng chờ cũng có thể làm rơi. Cái này cũng không là bình thường mạnh. Tu luyện mấy canh giờ sau, Mục Giả thu hồi thủy lao phù, nhẹ nhàng thở hắt ra. Tiến vào trò chơi xem xét. Phúc Hải độc tôn công, thường thiên 19, 100, 1 tầng, hiệu quả rõ rệt. Mục giả mừng rỡ vô cùng, phương pháp không sai. Chiếu tốc độ này, nhiều nhất nửa tháng, nói không chừng liền có thể đến 2 tầng, mở ra thận thần khiếu. Nhìn đồng hồ, sắc trời đã tối. Ngày mai là ngày nghỉ, đêm nay thức đêm chơi game. Mục giả dám nếm thử tu luyện lâu như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Đang lúc mục giả dự định tiến vào trò chơi lúc, tiếng đập cửa vang lên mở cửa xem xét là một cái lạ lẫm nữ tu sĩ khuôn mặt lãnh ngạo ngươi gọi mục giả nữ tu sĩ thản nhiên nói xin hỏi ngươi là ta là linh thú các hoàng phu nhân nha hoàng nữ tu sĩ hỏi nghe nói ngươi cùng kia trần lập cũng chính là trần người thọ quan hệ vẫn được mục giả trong lòng hơi động hoàng phu nhân giống như kia trần người thọ lúc trước phu nhân liền là họ hoàng vứt bỏ trần người thọt nguyên nhân cũng là bởi vì trèo lên một cái khác cành cây cao ta không cùng ngươi nhiều lời nữ tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói ngươi đem trần người thọt thường đi mấy cái vị trí nói cho ta người này đã hóa thành tà tu đừng trách ta không nói cho ngươi loại này hóa thành tà tu người nhất biết đối bên cạnh mình quen thuộc người ra tay sớm một chút đem người này đền tội ngươi tự thân cũng an toàn dạng này ngươi nói cho ta phu nhân hứa hẹn có thể giúp ngươi xử lý một trương phường thị lâm thời con bài ngà, để ngươi ở tại trong phường thị. Lại ngươi cho một số đang dược như thế nào? Bây giờ tại Thanh Hà phường thị làm một trương lâm thời con bài ngà, chỉ ít cần 20 viên linh thạch, đắt đến vô cùng. Là như thế này sao? Mục giả thầm nghĩ, kia trần người thọt mình gặp được hai lần. Tự hồ cũng không đối tự mình động thủ. Liên quan tới trần người thọt hóa thành tà tu việc này, mục giả luôn có mấy phần hoài nghi. Lý do rất đơn giản, căn cứ trước đó Kim Thạch Tông đệ tử thuyết pháp là Trần Người Thọt vợ chính thức nhìn ra Trần Người Thọt làm ác, từ đó xác nhận. Kia nàng làm sao không có chuyện. Loại này bội bạc, vứt bỏ phu quân nữ nhân, nói lời có thể tin. Mục giả không quá tin. Húng chi nguyên thân xác thực cùng Trần Người Thọt quan hệ vẫn được, loại này bán bằng hữu sự tình. Cái này, ta thật không biết. Mục giả lắc đầu nói, trước đó Kim Thạch Tông ngoại môn đệ tử cũng có ban thưởng, ta như biết, cũng đã sớm nói. À, nữ tu sĩ liếc mục giả một chút, một mặt lạnh lùng, vậy ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ngươi nơi này không phải phường thị, thế nhưng là nguy hiểm vô cùng. Cẩn thận một không lưu âm thanh, liền cho tà tu làm thịt. Nhất là kia trần người thọ. Ngôn ngữ bên trong rất có vài phần đe dọa chi ý, nói xong, nàng liền vên váo tự đắc đi cái này một cái nha trình hoàng nữ tu ước chừng chớ luyện khí bốn tầng linh thú cát khó trách có thể vứt bỏ trần người thọt mục giả lắc đầu cái này linh thú cát phía sau chính là tu tiên giới rất có danh tiếng linh thú tông sáng lập cùng rất nhiều tông môn đều giao hảo tại rất nhiều phường thị đều có cửa hàng của mình đương nhiên loại này xa xôi tiểu linh thú cát tại toàn bộ linh thú tông bên trong đoán chừng như hạt gạo đồng dạng không tính là gì Mục giả không quản quá nhiều, phối hợp lá gan mình trò chơi. Ban ngày, mục giả liền dùng thủy lao phù tu đi phúc hải độc tôn công. Ban đêm, ngay tại trò chơi bên trong dùng thanh lâu khách làng chơi đi túy hương lâu tăng lên kỹ nghệ, tiện thể luyện một chút túy hương thập bát mô. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, đi tới túy hương lâu nguyên sương cô nương bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Luyện khí tầng 2, tứ phẩm tiểu tông sư. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thạch ốc bên trong. Mục giả toàn thân bao phủ tại màu lam nhạt lồng nước bên trong, xuyên thấu qua lưu động mạng nước, mơ hồ có thể trông thấy thần vị trí hình như có ánh sáng không ngừng dân trào. Quanh thân linh khí cấp tốc hội tụ, hình thành nhàn nhạt chảy trở về, tuần hoàn tại thủy lao bốn phía. Một hiện lát sau, theo lá bùa dần dần mất đi sáng bóng, thủy lao cũng dần dần biến mất. Mục giả mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể không lại ngăn trở nhét linh lực, cùng kia có chút tơ lụa vận chuyển. Chờ một chút, ta luyện thế nào khí tầng hai rồi. Bình cảnh cái này phá. Cái này thần khiếu mở ra mở ra. Bình cảnh cho mở không có. Vò đầu không hiểu, mục giả không biết rõ. Kẹt tại luyện khí tầng 1 đã đã lâu, vốn cho rằng chỉ ít cần cái 1-2 năm mới có thể đột phá tu vi không nghĩ tới. Chơi đùa chơi mấy tháng, đột phá. Mục giả cực kỳ xác định, cùng tự mình tu luyện thần khiếu bí võ có quan hệ. Bây giờ ta thận thần khiếu cũng hoàn toàn mở ra, và tăng hơn 200 thần khiếu, hiện tại xem như chính thức tứ phẩm tiểu tông sư. Mục giả rất có vài phần hưng phấn. Mở thân thể thần khiếu về sau, tất cả các loại bí võ thi triển thì tương đương với trong cơ thể có căn nguyên. Vô luận cái gì khí quan thần khiếu, một khi mở ra, đều sẽ đối võ phu chỉnh thể có tăng lên, chỉ là những này khí quan thần khiếu mở xong, sẽ có ngoài định mức cường đại hơn năng lực. Làm thi triển bí võ lực lượng tại thể nội có đầu nguồn, thi triển ra, liền sẽ như cá gặp nước, đột phá giới hạn. Sinh ra chân chính cương khí. Căn cứ thần khiếu bí võ thuyết pháp, thân thể vốn là nhân loại chứa đựng tiên thiên chi khí địa phương, cho nên loại này cương khí cũng được xưng là tiên thiên cương khí, một khi bí võ có tiên thiên cương khí một quyền một chân mang theo cương kình, liền có thể làm được chân chính tan kim cho cốt. Mục giả nắm chặt nắm đấm, chậm rãi nâng lên. Theo thận bên trong cất dấu thần khiếu lực lượng không ngừng dân trào, tại công pháp vận chuyển dưới, cùng tứ chi liên thông. Cực nóng diễm khí hội tụ ở quyền, hóa thành nhàn nhạt quyền ấn, thử trượt không ngừng rung động. Khi cất giấu lực lượng, mục giả không hoài nghi chút nào mấy quyền xuống dưới, liền có thể đem thanh hà quàng mỏ bên trong xích viêm thạch đánh ra từ hiệu suất đi lên nói đạt tới cấp độ này bí võ so với kia hứa quản sự thi triển thuật pháp đều không yếu mảy may thậm chí càng mạnh mấy phần tu sĩ một khi bên trong kinh khủng cương kình có thể trong nháy mắt phá hủy thân thể kỳ thật tu sĩ thân thể cũng không yếu tu tiên giả có thể kéo dài tuổi thọ lâu dài có linh lực quẩn dưỡng cho dù không chuyên môn luyện thể thân thể thể chất cũng muốn so với người bình thường lợi hại hơn thân thể các hạng khí quan cũng so với người bình thường muốn tốt, muốn giết chết tu tiên giả cũng không dễ dàng. Một khi trúc cơ về sau, bình thường đao kiếm cũng khó khăn tổn thương tu tiên giả gia thịt. Nhưng thần khiếu bí võ đi liền là nhân thể thần tàn bảo khiếu luyện thể đường đi, bí võ tu hành đến cảnh giới tối cao về sau, quy lực đồng dạng không kém. Tại trải qua thân thể khí quan thần khiếu gia trì sau. Bất luận cái gì bí võ uy lực đều sẽ lên cao. Tứ phẩm, đây chính là tứ phẩm. Bây giờ ta luyện khí tầng 2, các hạng uy lực pháp thuật đều sẽ lên cao, đồng bộ tại nhân vật trên thân cũng sẽ tăng lên. Mục giả vung tay lên, đầu ngón tay linh lực vận chuyển, túi trữ vật bên trong bay ra số sợi thanh quan, như mấy đầu thanh xà vần quanh quanh thân, tách ra khiếp người ánh sáng. Pháp khí này trải qua những ngày này chậm rãi nắm giữ, bây giờ luyện khí tầng 2 về sau, đã hoàn toàn nắm giữ. Mấy cái thanh phong châm loại này cấp một pháp khí xa so với cấp một pháp thuật muốn tốt dùng. Quy lực lớn, tiêu hao ít, khuyết điểm liền là đốt tiền, đốt linh thạch. Những pháp khí này đều là có bền bỉ, dùng nhiều, liền hỏng. Không biết có phải hay không là cánh tay mở thần khiếu. Linh lực nơi cánh tay ở giữa vận chuyển có chút tơ lụa. Cái này ngự vật thuật khống chế pháp khí, thông thuận vô cùng, trưởng khống tốc độ cũng rất nhanh. Pháp khí là vật khi hãn, mục giả mỗi ngày đều muốn đem chơi một trận coi như là dành thời gian luyện tập một chút chủ yếu là cái đồ chơi này chơi còn rất đẹp trai cao tốc bắn ra thanh phong châm so với đạn tốc độ đều nhanh lại ngự vật thuật khống chế tốt còn có thể tùy thời biến hướng khiến người ta khó mà phòng bị cùng trình độ tu tiên giả còn có thể phòng một tay nếu là thực lực so với mình thấp đó chính là miễu sát hiệu quả nhưng nếu là đối mặt mạnh hơn chính mình tu tiên giả loại pháp khí này liền không quá đủ nhìn lại càng dễ bị bảo vệ tốt nếu có thể nạp tiền đem cái đồ chơi này đưa đến thế giới trò chơi thật sự là đại sát khí tứ phẩm tiểu tông sư tại ta trước mặt đều có thể thuấn sát ngũ phẩm nói không chừng đều có thể va vào mục giả nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút trầm mê được rồi hôm nay hẳn là có thể đạt được thất tuyệt yêu ma mấu chốt tin tức trước tiến vào trò chơi đi nằm tại giường đá một giả đăng nhập vào trò chơi. Túy hương lâu. Một giả hóa thành thanh lâu khách làng chơi, rất quen thuộc lạc đi vào. Hai vị canh cổng gã sai vặt mặt mũi tràn đầy tất cung tất kính. Đằng sau một tên thân mang cẩm y mặt trắng công tử ca ngay người một lúc, hỏi. Hôm nay các ngươi túy hương lâu nguyên sương cô nương bắt đầu phiên giao dịch, người đến các ngươi đều muốn thu một ít tiền thưởng mới cho tiếng, tiểu tử này là người nào, làm sao các ngươi tiền thưởng đều không thu ngươi hỏi hắn là ai bên trái gã sai vặt cười nói chúng ta túy hương lâu đại quản sự muốn ngủ hắn đều phải đưa tiền ngươi nói chúng ta làm sao lấy tiền à kia công tử ca ngây ngẩn cả người bên cạnh đi theo gia đình nhỏ giọng nói nghe nói là những ngày này túy hương lâu nổi danh tay ăn chơi không biết từ từ đâu tới tên là quý yêu đao không chỉ có phong lưu phóng khoáng càng là đối cầm kỳ thư họa có chút tinh thông chủ yếu là chủ yếu là cái gì? Túy hương lâu rất nhiều cô nương đều tâm tâm niệm niệm. Công tử ca hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Bình Thành khi nào ra một vị như thế khách làng chơi? Nghe nói Thái Bình Thành rất nhiều mẹ quá con cô phu nhân, đều muốn mời hắn tới nhà làm khách. Người ta bây giờ đến túy hương lâu, cùng chúng ta khác biệt, hoàn toàn không cần tiền tài. Sao có thể không phải? Ta kia thẩm nương nghe nói, đều trong bóng tối gọi nha hoàng đi nghe ngóng tin tức, chỉ tiếc người này xuất quỷ nhập thần, có chút thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người bình thường cũng không tìm tới hắn ở nơi nào. Hết lần này tới lần khác càng như vậy, hấp dẫn người thì càng nhiều. Rất nhiều không thường đến túy hương lâu công tử ca một mặt chấn kinh. Cùng lúc đó, mục giả đã đi tới ba tầng. Ba tầng là túy hương lâu trong mây cát, nơi đầy mây trắng như sương, lượng lờ khói bay, bốn phía họa mạng như thác nước, kỳ trân dị phẩm, châu ngọc nhã khí nhiều không rất số, rất có loại nhân gian tiên cảnh, phú quý điện đường ảo giác. Chung quanh thân mang váy xa, khuôn mặt xinh đẹp túy hương lâu cô nương đi lại sinh bụi, đi lại tại trong mây mù, đúng như tiên nữ đồng dạng. Không nói những cái khác, cái này không khí cảm giác kéo căng. Mục giả âm thầm khen. Thanh Hà Phường thì thiên hương lâu đều chơi không như thế tiêu. Bốn phía xem xét, ngược lại là có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên chính là phong vô khuyết, gia hỏa này trên mặt nụ cười, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt cất giấu một phần u ám. Mục giả thông qua hô hấp của hắn tiết tấu, cảm giác ra gia hỏa này tựa hồ thụ không nhỏ nội thương. Còn lại, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì. Cái gì xích thủy ban thiếu ban chủ, nam nhạc đao môn thiếu môn chủ, thái bình phủ nha sĩ quan, thương hội phú thiếu, như ông vỡ tổ đều tới. À! Chợt, mục giả thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đó cũng là một cái công tử ca, thân mang một bộ áo trắng, cầm trong tay một phiến, mặt như ngọc, rất có loại trọc thế giai công tử hương vị. Hắn nhan trị chi cao, so với thanh lâu khách làng chơi đều càng tuấn một phần, chỉ là dáng người không hề cao lớn như thế. Cái này, tự như là thẩm thanh thiền nha đầu kia. Mục giả một chút liền nhận ra phong phủ chuyện này về sau, thẩm thanh thiền thỉnh thoảng sẽ đến thần quyền võ quán tới cửa lĩnh giáo, mình mỗi ngày đi dạo sông túy hương lâu đều sẽ cắt về du hiệp thường ngày đi thần quyền ngủ quan luyện một chút, gặp đến mấy lần, bình thường cũng liền cùng một chỗ luyện một chút công, trò chuyện, ngược lại là không có gì đặc biệt. Độ thiền cảm tăng tới 59 liền chậm rãi cố định trụ. Nữ giả nam trang, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Mục giả hơi nghi hoặc một chút người ta hoa khôi lấy chồng quân ngươi một cái nha đầu có thể làm gì cái này một tên quần áo lộng lẫy mỹ phụ nhân đi đến phía trước nhất dựng trên đài cao chậm rãi nói chư vị hôm nay là ta túy hương lâu nguyên sương cô nương bắt đầu phiên giao dịch suốt các ngày chư vị tới này chắc hẳn đều vì nhà ta nguyên sương quy củ tất cả mọi người biết được ta cũng không nhiều lời cái này nguyên sương chính là ta túy hương lâu nhất là xuất chúng cô nương dung mạo của nàng chắc hẳn chưa vị tại rất nhiều họa bản trên đều đã thấy qua, trừ cái đó ra, nàng thư họa song tuyệt, tinh thông đàn tiêu, những này ta cũng không nhiều lắm lời. Muốn trở thành nhà ta nguyên sương khách quý, chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện là đủ. Mỹ phụ nhân khuôn mặt mỉm cười, nhìn lướt qua dưới đài, tại kia thân ảnh cao lớn trên dừng lại chốc lát, chỉ nhìn đối phương đôi mắt vẫy một cái, Mỹ phụ nhân liền toàn thân hơi rung, trái tim thổn thức nhưng nàng tu dưỡng công phu cực sâu, lập tức vẽ qua ánh mắt. Ách! Nhìn xem một màn này, một giả cười cười. Cái này thanh lâu khách làng chơi quả thật có chút lợi hại, không chỉ có lợi hại, còn thật thoải mái. Cất bước tại giang hồ bên trong, cảm giác giống như là ngộ nhập Moderato nhân vật chính, có loại hình người máy đóng cọc hương vị, đối mặt nữ tính, quả thực là đặc công bảo cụ. Yêu cầu gì? Có phải hay không đòi tiền? Bao nhiêu tiền? Mười vạn tiền. Trăm vạn tiền. Ta là có tiền. Bỉ nhân đến từ Hà Lạc Thư viện, đồng dạng tinh thông thư họa, bộ này gà con mổ thốc độ ban đầu ở Thư viện cũng là danh chấn nhất thời, có lẽ ta cùng Nguyên Sương cô nương hữu duyên đâu. Nguyên Sương cô nương dung nhan tuyệt thế, những cái kia xấu xí cũng không cần mất mặt xấu hổ, người ta chướng mắt các ngươi. Đánh rắm, Nguyên Sương cô nương tài tình nhất tuyệt, xem trọng khẳng định là người phẩm tính, tài hoa. Dung mạo ngươi có đẹp hay không, nàng mới không quan tâm. Dưới đài tranh luận không ngừng. Mỹ phụ nhân cười cười, khoát tay nói. Mọi người không cần tranh luận, trước nói cái này điều kiện thứ nhất. Người tới, lấy họa. Hai tên tỷ nữ đi tới, trong tay giơ lên một bức tranh. Chư vị trước nhìn. Trong đó một tên tỷ nữ bất động, một cái khác tên tỷ nữ kéo ra bức tranh chỉ thấy bức tranh này thật dài trên xuống vẽ lấy đúng là thái bình thành đường đi cảnh tượng bao hàm các đại gia tộc phủ đệ võ quán môn đình chỗ rất nhỏ ngay cả tiểu thương dung mạo đều sinh động như thật chừng lấy bánh bao cách bức tranh đều tản ra một cổ mùi thơm mê người càng quỷ dị chính là làm bức tranh chậm rãi kéo ra trên tấm hình người chính là đến bầu trời mặt trời đều đang từ từ đi lại đường đi cảnh tượng càng là đang không ngừng biến hóa từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn cho đến bức tranh kéo đến thấp nhất, trên bức họa đã từng ngày cảnh biến thành cảnh đêm. Giống như một bức sẽ động thanh minh thượng hà đồ. Thấy ở đây tân khách như si như say, tâm thần đại chấn. Mục giả cũng kinh ngạc. Tranh này kỹ cao minh A. À. Trải qua nửa tháng kỹ nghệ tu hành, nương tựa theo thanh lâu khách làng chơi siêu cường kỹ nghệ thiên phú, tại cầm kỳ thư họa các phương phương diện, đã đạt đến có chút cao tình trạng. Họa nghệ 45 100, siêu quần bạc tụy, loại này kỹ nghệ không có số tầng, 100 liền là tối cao. Thường nhân đạt tới trình độ này, đều có thể bên đường bán vẽ lên. Nhưng bức tranh này bên trong kỹ pháp, theo trên đài cao tia sáng chiếu xạ, đúng là chậm rãi hiện ra khác biệt mỹ cảnh, cái này kỹ pháp là thật cao minh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Nguyên Sương, thứ bảy tay không phải ngươi như thế dùng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tốt. Mỹ phụ nhân phất phất tay, hai tên tỷ nữ quan bế bức tranh. Đám người biết được, điều kiện này muốn tới. Cái này, vị kia tự xưng đến từ Hà Lạc Thư viện Tài Tử, rất có vài phần tự tin nói. Ta biết nguyên sương cô nương muốn khảo nghiệm chúng ta cái gì? Dám thưởng bức họa này đúng không? Ta tới trước, bức họa này kỹ nghệ cao thâm, vẽ tranh người sức quan sát cực mạnh, đem Thái Bình thành bình thường đường đi cảnh tượng miêu tả. Chờ một chút. Mỹ phụ nhân khóe miệng mỉm cười, sai. Chúng ta nguyên sương cô nương cho ra bức họa này quyển để chư vị quan sát, điều kiện cũng không phải là giám thưởng. Mà là. Xin hỏi, bộ này Thái Bình Hà đồ từ buổi sáng bắt đầu đến ban đêm kết thúc, đông ba đường phố vị trí, tổng cộng xuất hiện nhiều ít cái người đi đường. Nhiều ít cổ xe ngựa cuối cùng một chiếc xe ngựa bánh xe là màu gì cửa hàng bánh bao tiểu thương bán nhiều ít cái bánh bao lời này vừa nói ra hiện trường đám người tại chỗ ngay người yên tĩnh mười phần yên tĩnh toàn bộ trong mây các không một người lên tiếng rất nhiều người toàn thân run rẩy cho vấn đề này dọa tê cái này cái gì cẩu thí vấn đề rốt cục qua một trận có người nhíu mày đưa ra phản kháng ý kiến vừa rồi bức tranh triển khai bất quá một nén nhang không đến thời gian mà lại bức tranh như thế trưởng chúng ta đều là đắm chìm trong bức tranh cao siêu kỹ nghệ bên trong ai sẽ biết được loại vấn đề này bức tranh đó nhiều như rừng tổng cộng chí ít hơn nghìn người chớ nói chi là cái khác nguyên sương cô nương đây không phải gây khó cho người ta sao đúng vậy a à, đúng vậy a à, ngươi lại để cho ta một lần nữa nhìn một lần ta đều chưa hẳn có thể đếm ra đến trừ phi một bên nhìn một bên để người tính toán không phải đâu cái này ai có thể nói ra a à? không thể không nói vấn đề này xác thực cực kỳ làm khó dễ người bức tranh đó bởi vì theo tia sáng biến hóa nhân vật cũng tại phát sinh biến hóa dù chỉ là một lối đi người đi đường theo tia sáng đang đi lại biến hóa từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn cái này được bao nhiêu người đường đường chính chính đi đến đều chưa hẳn có thể số ra Khoan hãy nói cần thiết phải chú ý những vấn đề khác. Cái này Nguyên Sương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Phong vô khuyết bên người một cái gia đình thấp giọng nói, thiếu chủ, cái này nên làm cái gì? Không sao, hiện trường hẳn là không người có thể nói ra đến. Phong vô khuyết lắc đầu, chỉ cần kêu Nguyên Sương tìm không thấy thích hợp khách quý, liền có cơ hội. Cái này, một tên khí khái hào hùng bừng bừng, khuôn mặt như ngọc thiếu niên mở miệng nói. Từng. Người đi đường tổng cộng 3,220 người, 78 cổ xe ngựa, xe ngựa bánh xe là lê màu vàng, cửa hàng bánh bao tiểu thương sao? Hẳn là bán 107 lồng bánh bao. Ngoại trừ một vấn đề cuối cùng không xác định, còn lại trả lời đều là có chút chắc chắn. Trong chốc lát, đám người nhao nhao nhìn sang, mục giả cũng nhìn sang, cái này phá vấn đề, nếu là thật thực hình thức, cùng mình đồng bộ, bằng vào tu tiên giả trí nhớ thật đúng là nhớ không xuống lực chú ý căn bản không ở phương diện này bên trên ta xem một chút là ai thẩm thanh thiền mục giả rất có vài phần kinh ngạc cùng lúc đó người mỹ phụ kia cũng mắc bên trong kinh ngạc vô cùng nhìn xem vị này xa là thiếu niên công tử lợi hại chỉ bất quá ngươi chỉ nói đối ba loại sai một hạng đám người nghe vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh thật là có người nói đối. Thật hay giả? Trong chốc lát, rất nhiều không thể nào tiếp thu được, không dám tin tưởng ánh mắt nhau nhau rơi vào cái sau trên thân. Thẩm thanh thiền hừ nhẹ một tiếng, rầu rĩ không nói. Nha đầu này thật là một cái thiên tài. Mục giả nhìn hồi lâu, đành phải không nói gì. Coi như đặt ở tu tiên giới bên trong, nếu là có linh căn, tuyệt đối là thiên tài, vô luận là ngộ tính vẫn là ký ức đều cực kỳ khủng bố tu tiên thiên tài, làm gì đều có thể trở thành đỉnh cấp đại lão. Nhà đầu này khẳng định không phải cố ý đi đếm, tám thành là nhìn một lần, não bên trong liền đem bức tranh đó chi tiết không sai biệt lắm phục khắc vào trong đầu óc. Nhiều khi, không thể không thừa nhận. Thế giới này thật có thiên tài. Ta không phải thiên tài, nhưng già có thể lao. Mục giả nhún nhún vai, lao lại đến, lần này đếm kỹ một lần, nghiêm túc nghiêm túc số, đa số mấy lần phát hiện Thẩm Thanh Thiền liền cuối cùng một hạng sai, còn lại đều đúng. Sai nguyên nhân là bởi vì cái kia bánh bao cửa hàng tiểu thương có một lồng bánh bao cho chó điêu đi, còn chó kia còn đưa tiền. Thẩm Thanh Thiền đoán chừng không chú ý tới nơi này, thiếu tính toán một lồng. Thế là 3,220 người, 78 cổ xe ngựa, lê màu vàng, 108 lồng. Một giả dạ khống chế nhân vật trả lời vấn đề này mỹ phụ nhân đôi mắt giật mình vui vẻ nói chúc mừng quý công tử ngài trả lời hoàn toàn chính xác thẩm thanh thiền nhìn về phía bên này khẽ nhíu mày hơi một suy tư liền bừng tỉnh đại ngộ thần sắc hình như có mấy phần ảo não cái này quý công tử nghe vân di nói là những ngày này trà trộn tại túy hương lâu một cái tay ăn chơi thẩm thanh thiền âm thầm cô không nghĩ tới thế mà cũng có thiên phú như vậy sư phụ nói đến đúng dưới gầm trời này có thể quá nhiều người. Đã dạng này, nhìn đến Vân Di lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta là không xong được. Nhanh chóng rời đi đi, nếu là bị thần quyền quan võ đệ tử nhìn thấy. Miễn cho cho một thiếu hiệp hiểu lầm. Dứt lời, nàng làm bộ ảo não lui đến đám người sau lưng. Vị kia Mỹ phụ nhân lần nữa mở miệng nói. Vấn đề thứ hai, tương đối đơn giản, nguyên sương cô nương muốn hỏi mọi người, tại các ngươi cảm nhận bên trong, nàng là một cái như thế nào nữ tử vấn đề này liền tinh khiết duy tâm không có tiêu chuẩn đáp án đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình cơ hồ đều là các loại thổi khen chi từ Tự hồ so liền là ai thổi lợi hại hơn một một cái phệ nhân cốt tủy yêu nữ tới hai một cái nghiêng nước nghiêng thành hoa khôi ba kỳ thật chỉ là một kẻ đáng thương thôi bốn cái này tuyển hạn cái thứ nhất để người ta bản chất đều vạch trần cái này còn thế nào gặp. Về phần cái thứ hai tán dương, người ở chỗ này đều tán dương nhiều lắm. Cái thứ ba, đặt lập độc hành, không đi đường thường, ngược lại là khả năng hấp dẫn sự chú ý của đối phương, thoạt nhìn như là chính xác nhất. Mục giả trước tuyển ba thử một chút, kết quả người Mỹ phụ kia nghe sững sờ, giống như cười mà không phải cười mà nói, công tử hẳn là cảm thấy ta Túy Hương lâu ngược đã nguyên sương cô nương. Nơi này nhắc nhở độ thân thiện đạt tiêu chuẩn người Mỹ phụ kia sắc mặt rất nhanh liền hòa hoãn lại, nói vậy ngươi tự mình đi nhìn một chút nguyên sương cô nương đi, sau đó mời vào nguyên sương cô nương khuê cát. Cái này tuyển hạn còn phải có nhất định độ thân thiện mới có thể tuyển. Đến đến nguyên sương cô nương khuê cát, chung quanh tỳ nữ đã tán đi, đem không gian lưu cho hai người. Bây giờ bóng đêm chính đẹp. gian phòng mục giả ngược lại là quen thuộc, tới qua một lần, lần này cũng không cùng, kia nguyên sương không có che kín chăn mình mà là ngồi tại trang điểm kính trước. Phía trước bình phong phản chiếu lấy mỹ nhân thước tha đường công, chỉ là thân mang một bộ trong suốt váy xa, rất có tình thú. Công tử, ngài vì sao cảm thấy ta là một vị người đáng thương đâu? Mang theo trầm ổn ngự tỷ âm bên trong, còn kèm theo mấy phần mỹ ý. Nghe xương người đầu tê tê dại dại. Nguyên xương, nguyên xương. Hồng tụ sinh nguyên khí, xương đến làm xuân buồn. Danh tử xuất từ này thơ nó ý liền là đem nữ tử ngụ làm xuân buồn, là vạn vật chi áo cưới, không phải thật đáng thương sao. Một giả thuần miền bị chuyện nói. Bên trong nguyên sương cô nương khẽ giật mình, chợt chạy chậm ra, mang theo đầy người làn gió thơm, nhào đến cái sau ngực bên trong. Ô ô, nô gia tại túy hương các sớm đã nghe nói công tử đại danh. Vốn cho rằng công tử chỉ là cái thích đùa bẩn nữ tử, không mới không đứt tay ăn chơi, không nghĩ tới hôm nay mới hiểu, công tử không chỉ có mới có thể kinh thiên vĩ địa chưa từng gặp mặt sẽ biết hiểu nguyên sương bảy phần tâm ý công tử nô gia thích ngươi thích gấp đâu mỹ nhân nhập ngực những ngọc mùi thơm tăng thêm có thể làm người xương cốt tê dại mị âm đó chính là hòa thượng tới cũng phải phá giới a à? thật sao vậy làm sao ngươi hảo cảm độ không biến hóa đâu mục giả thầm nghĩ tin ngươi cái quỷ yêu nữ một cái Nguyên Sương giữ chặt cái sau tay, chậm rãi xê dịch, đến đến bên giường, hai con ngươi hàm tình mạch mạch nói. Công tử, chúng ta ngồi vào vị trí nghiên cứu thảo luận một chút thư họa chi đạo đi. Ta có thật nhiều muốn cùng ngươi nói. Ngươi đã bị mị hoặc. Mục giả nhìn xem tin tức nhắc nhở, khẽ mỉm cười. Lần này hắn không có chút nào hoảng. Không bao lâu, hai người đi đến bên giường, kia nguyên sương thổi tắt ánh nến, gian phòng tối sầm lại. Một lát sau. Công tử. Ngươi. Ngươi như thế nào ta túy hương lâu 18 tay? Mà lại cảnh giới cao thâm như vậy? Đương nhiên là từ các ngươi túy hương lâu cô nương trên thân học. Mục giả không khỏi âm thầm cười không ngừng. Thanh lâu khách làng chơi bí võ thiên phú rất kém cỏi, nhưng hết lần này tới lần khác. Cái này túy hương thập bát mô học cực kỳ nhanh chóng, phản phất cái này bí võ trời sinh chính là cho hắn học đồng dạng thời gian nửa tháng, cái này bị cải biên thành túy hương lâu thuộc phòng thề ám sát bí võ, liền trực tiếp học đủ. Kinh khủng như vậy. Qua rất rất lâu. Công tử. Ngài. Ngài thật sự là thiên phú dị bẩm. Như thế nào? Dạng này. Nghiên cứu thảo luận bên trong, mục giả lại một lần cảm nhận được loại kia cường đại hút tủy chi kỷ. Chỉ là lần này, tại thận thần khiếu toàn bộ triển khai, cùng đầy tầng túy hương thập bát mô dưới, kia nguyên sương hoàn toàn đã không phải là đối thủ. Cho đến nắng sớm hơi hi. Nguyên sương nằm ở trên giường, đôi mắt có chút đóng mở, tình ý rã trích bên trong lại vô cùng mệt mỏi. Công tử, nô gia yêu ngài. Từ ngự tỉ âm đến mềm nhu manh muội âm, cũng chính là hai canh giờ mà thôi. À, thật sao? Nhưng ngươi hảo cảm độ vẫn như cũ không có thay đổi gì đâu. Mục giả một chữ không tin. Có thể đem hiệp đạo hút khô yêu nữ, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Phải không, ngươi đem nô gia chuột đi thôi. Nguyên Sương đầu ngón tay ở người phía sau trên thân vẽ lên vòng vòng, lời tâm tình rã trích. Nhưng ta không có tiền a. À. Mục giả nói. Ta có biện pháp. Nguyên Sương bỗng nhiên đứng dậy, một mặt thần bí nói. Ngươi có biện pháp nào? Mục giả biết, mẫu chốt tới. Nguyên Sương từ bên giường một bên, móc ra một bộ cổ họa, nói. Công tử, ngươi nhìn. Mục giả nhìn thoáng qua, tranh này chính là kia trước đó chui vào lúc nhìn thấy bộ kia thần bí bức tranh. Tranh này có chút năm. Tự hồ ẩn giấu cái gì? Công tử họa nghệ không tầm thường. Nguyên Sương nhỏ giọng nói, không sai, bức tranh này trên cất giấu một bộ bảo tàng, nếu là có thể tìm tới cái này bảo tàng vị trí, ngài liền có tiền đây là bí mật của ta ngay cả đại quản sự ta cũng không từng nói qua nếu không phải thực tình đối với ngài nguyên sương quyết định sẽ không lộ ra nửa chữ ha ha bảo tàng không sai bức tranh này thông qua bốn cái góc độ khác biệt vị trí quan sát sẽ thấy bốn chữ hợp lại liền là thái bình thành phủ bảo tàng chính là ở đây cái này yêu nữ chân tướng phơi bày thất tuyệt hoàng đồ tại kia thất tuyệt yêu ma trong tay, nếu là bảo tàng chính là ở đây, như vậy cái kia thất tuyệt yêu ma cũng ở chỗ này. Mục giả trầm tư, tin tức đã được đến. Thái Bình Thành Phủ là triều đình chính phủ cơ cấu, chỉ bất quá triều đình tại Thái Bình Thành quản hạt cường độ rất thấp, thành chủ cũng không có gì hành động, cái này Thái Bình Thành Phủ có chút thanh lãnh. Chờ chút. Không phải, thất tuyệt yêu ma thế mà ngay tại thành bên trong. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Công tử thật bản lãnh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trong chốc lát, mục giả đều có chút hoài nghi tin tức thật giả. Yêu ma tìm ẩn tại Thái Bình Thành bên trong, vẫn là tại Thái Bình Thành trong phủ, khó tránh khỏi có chút quá hoang đường. Công tử không thích nô gia sao? Thấy cái sau do dự, nguyên sương đôi mắt sở sở, mị thái mười phần. Cái này Thái Bình thành phủ thế nhưng là triều định xây dựng phủ đệ Coi như thật có bảo tàng Ta một người dân thường làm sao có lá gan đi trong này tầm bảo Mục giả cảm thấy tin tức còn là chưa đủ Quyết định nhiều thăm dò một chút Tự nhiên dễ hình dạng. Nguyên sương tựa hồ sớm có chủ ý Mấy ngày về sau Thái Bình thành phủ phủ quân sẽ đến túy hương lâu làm khách Toàn bộ Thái Bình thành phủ không có cái gì thủ vệ Người rất dễ dàng chui vào đi vào kia bảo tàng ngay tại Thái Bình thành phủ Đại Lao tầng cuối cùng cửa ngầm bên trong. Có dễ dàng như vậy? Mục giả tiếp tục truy vấn. Ai nha? Công tử, không khó. Nguyên Sương làm nũng nói, nô gia sẽ còn gạt ngươi sao? Ngươi đến lúc đó mang lên này đồ, đi thì biết, lấy công tử bản sự. Tuyệt đối có thể tìm tới kia bảo tàng vị trí, nhớ kỹ, này đồ nhất định phải mang ở trên người mới có thể tìm được, nếu không là tìm không thấy nếu là công tử thật tìm không thấy cũng không sao nô gia sẽ giúp ngươi nghĩ những biện pháp khác mục giả không biết vì sao cái này nguyên sương chắc chắn mình có thể tìm tới cái gì bảo tàng hắn là không tin cái này chỉ sợ là kia thất tuyệt yêu ma vị trí thái bình thành phủ đại lao bên trong giam giữ lấy thất tuyệt yêu ma ngẫm lại cũng là không phải là không được bởi vì thái bình thành phủ cũng có phong ma nhân trước đó điều động cùng thẩm thiên hành cùng nhau đi tới xích thủy thôn liền có thật nhiều chính phủ phong ma nhân. Đương nhiên, những này phong ma nhân cũng không hoàn toàn cũng có hàng ma chi thân năng lực. Đã là dạng này, vậy liền tiến đến tìm tòi. Cho nên, mấy ngày về sau, công tử chỉ cần dựa theo kế hoạch, tiến về Thái Bình Thành Phủ là đủ. Như thế nào? Nếu có thể tìm tới bảo tàng, chuột ra Nô Gia, đến lúc đó công tử cùng Nô Gia liền có số tài phú vô tận, còn có thể song túc song phi. Công tử nhưng tuyệt đối không nên phụ ta. Mỹ nhân kiều nói mềm giọng đủ để hòa tan sắc thép. Mục giả đáp ứng xuống, rời đi túy hương lâu về sau, chuyển tay liền lên tuyến hiệp đạo, thẳng đến Thái Bình Phủ để. Còn mấy ngày về sau, ta lại không, ta hiện tại liền mau mau đến xem. Thái Bình Thành Phủ không lớn, thậm chí so với phong gia đều muốn nhỏ, ngược lại là đại lao không nhỏ, hơn nữa còn có phong ma nhân trấn giữ, chung quanh còn có binh quan tuần tra, chui vào độ khó so với phong gia còn muốn lớn. Thái Bình thành phủ không cao thủ gì. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chui vào trong đó không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn như cực kỳ nghiêm mật thủ vệ, tại bây giờ một vị tứ phẩm cao thủ trong mắt, không tính là gì. Thừa dịp bóng đêm, một giả nhẹ nhõm chui vào Thái Bình thành phủ, có khinh thân thuật gia trị dưới, mấy cái lắc mình liền tiến vào đại lao bên trong. Tiến vào đại lao về sau, Mục giả mới phát hiện cái này đại lao lớn đến là kỳ. Có yêu ma khí tức. Mục giả thở sâu, nhìn đến cái này đại lao bên trong, thật đúng là giam giữ lấy yêu ma. Chân thực hình thức dưới, làm người chơi mục giả có được tâm nhãn, liền mang ý nghĩa bất kỳ một cái nào nhân vật đều khéo léo. Bởi vì cái thứ nhất rút ra liền là phong ma nhân tâm nhãn năng lực. Chỉ là, những yêu ma này khí tức. Tự hồ. Đều rất yếu. Đại Lao xây dựng dưới đất, nhìn thang lầu phân bố, chỉ sợ còn có mấy tầng. Chẳng lẽ cái này Thái Bình Phủ để sớm đã tìm được thất tuyệt yêu ma, đã bắt lại trong bóng tối thẩm vấn rồi? Mục giả trong lòng hiện lên ý tưởng này. Không nên à, nếu thật là dạng này, kia thất tuyệt hoàng đồ trọng yếu như vậy, vương triều đại hạ tương khuynh, có trọng yếu như vậy bảo tàng tin tức, làm sao không phái một chút nhân vật lợi hại tới? Vẫn là nói cái này Thái Bình Thành Phủ muốn nuốt một mình cái này, một đội sĩ quan từ phía dưới tầng lầu đi tới. Mục giả dạ thấy thế, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như spider, màn giống như bò đến trên xà nhà, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền bám vào trần nhà trên vách tường, cùng hắc ám hòa làm một thể. Đây là túy hương 18 trong tay thứ ba tay nhận phụ. Hắn bản chất là có thể để cho đầu ngón tay sinh ra xảo lực, mặc cho cái sau như thế nào động tác, đều một mực hút dựa vào. Những quân quan này lưng khiêng bao tải, hai người thành hàng một trước một sau dơ lên một cổ mùi thịt quen thuộc truyền đến đây là khổ nhục một giả sắc mặt biến hóa ánh mắt rơi vào kia bao tải bên trên chờ một chút chẳng lẽ nơi đây là sản xuất khổ nhục địa phương triều đình mình ngay tại sản xuất khổ nhục buôn bán sao theo từng người từng người sĩ quan đi ra địa lao một giả đôi mắt có chút phát sinh biến hóa ai cuộc sống khổ này khi nào mới đến đầu a à? đừng oán trách, yêu ma số lượng không nhiều lắm, nhiều nhất ba bốn mươi ngày công phu, hẳn là liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta liền có thể rời nơi đây, đi lăng châu hưởng phúc. Cũng thế. Lấy tề vương tại đức sáng suốt, hy vọng ta đến lúc đó có thể cưới cái ba bốn phòng tiểu thiếp. Sĩ quan trò chuyện phàn nạn âm thanh truyền đến. Ngẫu nhiên còn kèm theo một phần đối tương lai hướng tới. Mục giả nghe được rất có thú. Tề vương. Trước đó Hàng Khởi cũng đã nói, hắn đã từng liền gia nhập tề vương bên kia quân đội. Mục giả trầm ngâm một lát, theo thứ tự chui vào đằng sau mấy tầng. Đúng như những gì hắn nghĩ, đằng sau mấy tầng giam giữ lấy không ít yêu ma, lại còn có một số đặc thù người đang lợi dụng yêu ma thi thể chế tác khổ nhục. Thẳng đến, tầng cuối cùng, tầng này không có người nào, chỉ là chất đóng rất nhiều yêu ma thi hài, giống như là thi hài xử lý. Nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Nguyên Sương nói, tầng này có cửa ngầm, mục giả tìm sau một hồi, tại một chỗ dưới hòn đá xác thực tìm được cửa ngầm. Cái này cửa ngầm không có hoang phế vết tích, có người tới qua. Khi Nguyên Sương đã biết được nơi đây, nói rõ từng tới. Đi vào cửa ngầm, chung quanh quan cảnh phát sinh biến hóa vi diệu, nguyên bản âm u địa lao, đúng là nhiều hơn mấy phần ban ngày ánh nắng, chung quanh cũng không phải âm u chật chội nhà tù, mà là thái bình thành đường đi. Đây là trận pháp. Mục giả khẽ giật mình, mê trận. Tu tiên giới có trận pháp, mục giả không thông đạo này, nhưng cũng đã gặp. Cái này hiển nhiên liền là một cái mê trận. Một khi bị mê trận vây khốn, vậy nhưng liền phiền toái. Mê trận thường thường cùng cạm bẫy liên hệ với nhau, một khi đi nhầm, rất dễ mất mạng. Làm, ta không tin thông trận pháp. Vậy liền coi là là lại rác rưởi trận pháp, ta cũng không có cách. Mục giả tùy tiện đi vài bước, chỉ một thoáng, chung quanh quan cảnh cấp tốc biến mất, lít nhà lít nhít mũi tên đá lửa che ngập bầu trời phóng tới. Cho dù là tứ phẩm võ phu, đối mặt như thế đột phát cạm bẫy phía dưới, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù có phòng bị, nhiều lắm là chỉ có thể toàn thân trở ra, căn bản là không có cách tiến lên. Đây là hẳn phải chết kịch bản giết đi. Nhìn xem dần dần ám đi hình tượng, mục giả như có điều suy nghĩ trừ phi bình thường hình thức không ngừng lao đi nếm thử nhưng bình thường hình thức muốn chui vào nhưng có điểm độ khó không có khinh thân thuật nơi đây đề phòng sâu nghiêm so với phong gia có mà qua đều cùng nhưng nếu như dựa theo nguyên sương nói mấy ngày nữa cái này thái bình thành phủ đề phòng sẽ giảm xuống coi như bình thường hình thức cũng có thể rất dễ dàng thông qua đã dạng này mục giả không có cưỡng ép thử lại mấy ngày về sau mục giả lại lần nữa tiến vào trò chơi đúng hẹn đi tới Thái Bình Thành Phủ, chính như Nguyên Sương nói, lúc này Thái Bình Thành Phủ phòng giữ 10 phần thư giãn. Đại lao tuần tra sĩ quan cũng rất nhiều, dù là không phải hiệp đạo, chỉ cần thân thủ thoang thoát, cũng dễ dàng chui vào đi vào. Đương nhiên, đồng dạng không có ai sẽ chui vào Thái Bình Thành Phủ, nhất là còn đại lao loại địa phương này. Bởi vì là dựa theo Nguyên Sương chỉ dẫn bình thường quá trình, mục giả không có sử dụng hiệp đạo, mà là dùng thanh lâu khách làng chơi lần này thuận lợi đi tới tầng 2, mục giả bắt đầu nếm thử công phá cái này mê trận. Cái này mê trận có chút ý tứ. Nói như thế nào đây, cùng loại với một cái mê cung, mê cung liền là thái bình thành giao thoa biến hóa đường đi, đi nhầm một đầu liền sẽ phát động cạm bẫy cơ quan. Muốn đi đối chính xác đường đi, cực kỳ khó khăn. Bởi vì đường đi thời thời khắc khắc tại phát sinh biến hóa, rất dễ dàng hình thành một loại thị giác sai lầm. Quan sát sau một hồi, Mục Giả phát hiện mê cung này làm sao cùng bộ kia Thái Bình Hà Đồ giống nhau đến mấy phần? Mục Giả nao nao. Nguyên xương bộ kia Thái Bình Hà Đồ liền là Thái Bình thành rất nhiều đường đi cảnh tượng, mượn nhờ tia sáng, có thể khiến người ta nhìn thấy phía trên bức tranh bên trong thời gian đang biến hóa chờ chút. Nghĩ đến cái này, Mục Giả tinh tế quan sát đường đi người đi đường, xe ngựa, bán hàng rong. Bởi vì ký ức lượng quá mức khổng lồ, chỉ có thể không ngừng lao nếm thử thẳng đến đông tam đường phố lê hoa ngõ hẻm bắc nhất đường phố thái bình ngõ hẻm tây nhị đường phố mễ ngõ hẻm những này đường đi người đi đường xe ngựa bán hàng trong số lượng khác thường cùng cái khác đường đi khác biệt vi diệu như vậy căn cứ trình tự một giả căn cứ gần xa trình tự theo thứ tự đi qua những này đường đi muốn quan sát ra những này cần mỗi đến một lối đi nhất định phải nhớ kỹ trước đó đường đi người đi đường số lượng bán hàng trong số lượng xe ngựa số lượng nếu không rất khó phát hiện trong đó khác biệt một khi đi nhầm liền sẽ phát động cạm bẫy cơ quan nhìn đến cái này nguyên sương trước đó yêu cầu những vấn đề kia chẳng lẽ lại chính là vì để người đi vào cái này đại lao đi ra phá giải cái này mê trận mục giả như có điều suy nghĩ muốn tìm được chính xác đường đi liền cần biết rõ trước một lối đi, cùng sau một lối đi bất kỳ tin tức gì, từ bên trong phát hiện khác biệt. Càng đi về phía sau, ký ức lượng càng lớn, cùng thực lực ngược lại là không có quan hệ gì. Người bình thường hoàn toàn không có khả năng làm được. Không bao lâu, đi ra một đầu cuối cùng đường đi về sau, chung quanh quan cảnh cấp tốc biến mất. Một cái địa cuộc xuất hiện tại tầm mắt bên trong, phía trước có một tòa cửa lớn. Làm sao không cảm giác được yêu ma khí tức? Mục giả nghi hoặc. Vốn cho rằng đi qua mê trận liền sẽ nhìn thấy Thất Tuyệt Yêu Ma Bốt, cái này mê trận biến mất, làm sao chỉ có một cái cửa lớn? Đi vào mấy phần, mục giả nhìn thấy cái kia cửa lớn trên viết mấy chữ. Hoàng Đồ Bí Tàng. Hả? Mục giả sững sờ, Hoàng Đồ Bí Tàng. Nơi này chẳng lẽ liền là Thất Tuyệt Hoàng Đồ ghi chép bảo tàng chi địa? Không phải là Thất Tuyệt Yêu Ma vị trí sao? Ta bốt đâu? bốt không xuất hiện, ngược lại bảo tàng trước một bước tìm được. Đúng lúc này, một đạo cười nhẹ nhàng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Công tử thật bản lãnh, không nghĩ tới cái này hoàng đồ mê trận thật cho người phá. Xoay người, liền gặp được nguyên sương cô nương chính thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười. Cười đến cực kỳ mị. Có chút làm người ta sợ hãi. Một, đó là đương nhiên, ta siêu lợi hại. Hai, ngươi lợi dụng ta. Ba, hoàng đồ mê trận cũng không có ngươi phá bắt đầu có ý tứ. Bốn, mục giả. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Thông quan, muốn cùng vân phu nhân ngủ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Rất vi diệu. Mục giả không chút biến sắc, lựa chọn ba. Nguyên sương cô nương sững sờ, trên mặt đỏ ửng lóe lên liền biến mất, Cười nhẹ nhàng trong mắt lại mọc lan tràn sát ý. Công tử ngươi cũng thật là biết nói đùa. Nguyên Sương cô nương híp híp mắt, phía trước đại môn bên trong liền là bảo tàng, đẩy ra liền có thể nhìn thấy. Công tử, nhờ có có ngươi. Vậy ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Mục giả hỏi. Ta muốn cùng công tử tướng mạo tư thủ, cả một đời đều không xa rời nhau như thế nào. Nguyên Sương sở sở cười một tiếng. Mục giả nói, vậy làm sao có thể làm được? người luôn có phân biệt thời điểm, yêu nhau nữa hai người cũng vô pháp làm được cả một đời đều không xa rời nhau a à? đúng vậy a à. nguyên sương hai tay chấp sau lưng thẳng tắp ngọc lập ta có một cái biện pháp có thể để chúng ta cả một đời đều không xa rời nhau biện pháp gì đó chính là đem công tử đầu lâu cắt bỏ chế tác thành xương đầu tạo khuôn cột vào trên người ta dạng này chúng ta liền cả một đời ở cùng một chỗ ngươi cảm thấy thế nào Nguyên Sương hì hì cười một tiếng. Ngươi đây là muốn giết ta. Mục giả lông mi vẫy một cái, chẳng lẽ lại ngươi muốn nuốt một mình bảo tàng. À, hôm đó trên giường nói lời đều là giả sao. Nguyên Sương cô nương, ngươi thật là ác độc tâm a. À? Ta là thật tâm yêu ngươi. Thật sao? Nguyên Sương cô nương cười cười, vậy nếu như ta dạy như vậy chứ? Tiếng nói vừa ra, một cái bóng mờ từ Nguyên Sương cô nương trên thân bay ra, hóa thành một con dài 10 mét, có 7 con đầu lâu màu xanh đại mãn. Ha ha ha! Nhân loại, ngươi bây giờ vẫn yêu ta sao? Khi màu xanh đại mãn trong đó một cái đầu miệng nói tiếng người, hư ảo thân thể tràn đầy dữ tận chi ý. Một, ngươi. Ngươi. Ngươi đúng là yêu ma. Hai, yêu, đương nhiên yêu, hưng phấn hơn. Ba, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết thất tuyệt yêu ma. Bốn, có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng năm bốt chiến xuất hiện nhìn thấy cái này tuyển hạng một giả nghĩ thầm cái này thứ hai là cái quỷ gì đồ chơi một giả lựa chọn hai chọn xong về sau kia màu xanh đại mãn sửng sốt một chút giống như là cho chỉnh bối rối người người này dự định thả ta một mạng sao một giả hỏi màu xanh đại mãn không chút do dự cự tuyệt nói không có khả năng ta không tiếc bỏ qua nhục thân, bám vào nhân loại các ngươi trên thân ẩn núp nhiều năm như vậy, tuyệt không có khả năng từ bỏ các ngươi Thiên Khải Vương Triều Bảo Tàng. Cho nên, ngươi là phụ thể tại cái này nguyên xương cô nương trên người. Mục giả nhìn xem đã nằm xuống nguyên xương. Đương nhiên. Màu xanh đại mãn thản nhiên nói, trăm năm trước, ta nhập thân vào cái kia Vũ Hà trên thân, tiếp xúc đến các ngươi Thiên Khải Vương Triều chính dương hoàng đế biết được hôm nay Khải Vương triều Hoàng độ bí tàng mưu tính trăm năm mới có hôm nay ngươi cảm thấy ta khả năng tự bỏ sao kỳ thật ta có một vấn đề Mục giả nói cái gì ngươi nhập thân vào nhân loại trên thân lâu như vậy đã không tính là yêu ma mà là loại người a ngươi nhìn ngươi giọng nói chuyện thần thái đều cùng nhân loại không một khác biệt Mục giả nói nếu là nhân loại làm gì tương tàn cái này bảo tàng ta trực tiếp cho ngươi không được sao? Thanh xà đại mãn sững sờ, tự hồ chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Thậm chí, ngươi đã thành thói quen nhân loại ẩm thực, tập tính, quy củ. Ngươi tại túy hương lâu nhiều năm như vậy, đã so với nhân loại càng loài ngươi. Mục giả nói, phải không buông xuống yêu ma thân phận, coi như người như thế nào? Màu xanh đại mãn. Hồ ngôn loạn ngữ. Màu xanh đại mãn nói, ta chính là thất tuyệt đại mãn, các ngươi thái bình thành sớm muộn sẽ bao phủ tại chúng ta yêu ma hải dương bên trong. Đừng muốn mê hoặc tại ta. Đợi ta nuốt cái này bảo tàng, liền có thể cô động nhục thân, trở thành tuyệt thế đại ma, các ngươi thái bình thành đến lúc đó đều sẽ trở thành miệng của ta lương. Đừng muốn nhiều lời, xem ở ngươi tìm tới bảo đồ bí tàng phân thường, ta để ngươi chết thống khoái. Nói xong, màu xanh đại mãn hướng thẳng đến một giả cuốn tới mục giả thấy thế thở dài thận tinh hoa bộc phát một phát xích diễm quyền trực tiếp đánh tới kia thật có lỗi ta không thể làm gì khác hơn là siêu độ ngươi mãnh liệt xích viêm quyền cương nhanh như thiểm điện thấu thể mà ra kia thanh xà đại mãn còn chưa tới gần mục giả mảy may bảy cái đầu sọ trong nháy mắt bị đánh nát bốn cái cái này đại mãn không phải thực thể giống như là một loại bán linh hồn thể nhưng vẫn như cũng một chiêu đánh tan Mục giả tốc độ ánh sáng tái xuất một quyền, cái sau cũng chỉ thừa một cái đầu. Sau đó, Ngươi, Ngươi, Ngươi là tứ phẩm tiểu tông sư. Không có khả năng, ngươi nhiều lắm là sẽ chỉ kia túy hương 18 tay, nhiều lắm là nhị phẩm. Duy nhất một cái đầu, phát ra khó mà tin tưởng thanh âm. Mục giả không nói nhảm, lại là vài cái quyền cương oanh ra, cái sau chớp mắt hóa thành cho tàn. Mơ hồ ở giữa, còn nghe được một đạo tiếng gào thét không ngừng có hơn âm không ngừng vang lên. Vô dụng. Vô dụng. Các ngươi Thái Bình Thành. Cuối cùng sẽ. Thanh âm rất nhanh liền không có. Ngươi đã đánh giết thất tuyệt yêu ma, thất tuyệt hoàng độ thông quan. Thông quan trình độ. Một trăm phần trăm. Bình xét cấp bậc. Giáp trên, Thái Bình Thành tử vong nhân số. Không, thành tựu hoàng độ bí tàng, tốc chiến tốc thắng tịnh mê say hương đã đạt thành ban thưởng một nghìn nhạc viên tệ nhân vật tùy ý tuyển bảo rương ít một năng lực tăng lên sách ít một thanh lâu khách làng chơi chuyên môn năng lực lạc thủ tồi hoa giải tỏa lạc thủ tồi hoa đối với người khác phái thi triển tùy ý uy lực công kích đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng mục giả lắc lắc nắm đấm tứ phẩm thực lực vượt cấp nháy mắt dết bốt cảm giác thật sự sảng khoái trò chơi đề cử thực lực kỳ thật không sai, nhị phẩm liền có thể cùng cái này yêu ma so chiêu. Chỉ là, rất khó đi đến một bước này thôi. Làm giáo trình xem xét mặt cửa thứ nhất, quá trình kỳ thật tính lớn, độ khó yêu cầu cũng so giáo trình quan cao không ít. Chiến đấu không có lao, mà là quá trình đọc không ít. Ba cái thành tựu thuận đường tuyến, trong đó tình mê say hương là dễ dàng nhất đạt thành. Nhưng nếu như muốn thông quan, kỳ thật cũng không khó. Rất đơn giản, nếu như dùng phong ma nhân, cầm một bản năng lực tăng lên sách dùng cho đề cao cấp một tâm nhãn năng lực lời nói, nói không chừng liền có thể sách trước phát hiện nguyên xương thân phận. Đây là một giả phỏng đoán. Đương nhiên, đây là mã hậu pháo. Là đã biết được nguyên xương là bị yêu ma phụ thể về sau, mới đẩy ngược biết đến. Còn lại hai cái liền tương đối khó. Hoàng đồ bí tàng cần hoàn thành túy hương lâu một hệ liệt quá trình, biết được bảo đồ bí mật, phát hiện vị trí, cởi ra cái này cái gì mê trận. Tóc chiến tóc thắng cần nháy mắt dết bốt, đều tương đối khó. Thực lực mạnh liền là có chỗ tốt. Mục giả nhìn một chút trước mặt cửa lớn, đẩy cửa vào. Người phát hiện hoàng đồ bí tàng. Từng đợt kim quang lấp lóe mà ra, vô số vàng bạc tài bảo lóe mù mục giả hai mắt. Khi khai quốc hoàng đế có chút thấy xa, không nghĩ tới vì hậu nhân lưu lại nhiều như vậy tài phú. Mục giả vốn cho rằng cái này bảo tàng có thể là cái gì giả bảo tàng, trên thực tế là vậy hoàng đế lưu cho hậu nhân khảo nghiệm loại hình, không nghĩ tới thế mà liền là thật sự bảo tàng tài phú. Là cái thực sự người. Lần này thẩm phủ ngược lại là có thể nuôi ra một chi quân đội. Về phần ai đến? Hàng khởi tiểu tử kia ngược lại là phù hợp. Mục giả nhìn một chút, phát hiện cái này bảo tàng bên trong, ngoại trừ vàng bạc tài bảo, còn có không ít tu luyện bí võ thiên tài địa bảo ngay cả huyết linh chi mục giả đều tìm đến một gốc. Khi thất tuyệt đại mãn chắc hẳn liền là ham trong này những bảo bối này. Khi thất tuyệt đại mãn thực lực không mạnh, nhưng công năng tính cực kỳ mạnh. Bình thường yêu ma trí tuệ cũng không cao. Giống như là xích thủy thôn con yêu ma kia, có thể so với tam phẩm thực lực, cũng có được tiếp cận trí tuệ con người. Mà thất tuyệt đại mãn bảy cái đầu, bản thân ý thức cực mạnh, trí tuệ so xích thủy thôn con yêu ma kia cao hơn, chỉ là thực lực lại không bằng. Nhưng có được cực cao trí tuệ nó, lại thực có thể đem người đùa bẩn tại trong tay. Nhìn đến cái này yêu ma bên trong, cũng có đặc dị hóa. Bất quá những yêu ma này, nhiều nhất đều chỉ luyện khí kỳ yêu thú, đương nhiên, bọn chúng vẫn có một ít đặc dị năng lực. Luyện khí yêu thú có thể làm không đến đoạt xá nhân loại. Chớ nói chi là có được cùng nhân loại bằng nhau trí tuệ. Cái này bảo tàng rất lớn, Mục Giả nhìn ra ngoài một hồi sau liền đi ra ngoài. Đúng rồi, cô nương này sống chết không rõ đâu. Mục Giả đi đến vị kia nguyên xương cô nương bên người, phát hiện cái sau khí tức quá mức bé nhỏ. Bị loại này đặc thù yêu ma phụ thể, nguyên khí nhất định đại thương, bình thường tới nói là sống không được nữa. Coi như tỉnh lại, chỉ sợ cũng là ký ức bị hao tổn, trở thành một cái đồ đần. Hồng tụ sinh nguyên khí, sương đến làm xuân buồn cái này nguyên xương hẳn là biết chính nàng bị phụ thân rồi. Mục giả bỗng nhiên nghĩ đến, vậy cũng thật sự là một kẻ đáng thương. Ông lấy cái sau, đi ra cái này bí hang, có ý tứ sự tình. Tại sau khi đi ra, kia mê trận lần nữa khôi phục. Mục giả tìm tòi một trận, móc ra bức kia đồ. Bản vẽ này, không phải là mở ra mê trận chìa khóa. Nếu không có bản vẽ này, nơi này căn bản không phát hiện được. Mục giả khẽ gật đầu, chui vào túy hương lâu, đem nguyên sương cô nương đặt ở khuê phòng, sau đó chế tạo ra động tĩnh để túy hương lâu người phát hiện, để các nàng đi trị liệu một cái đi, về sau có thời gian lại đến nhìn xem. Nếu là nàng còn nhớ rõ một chút cái gì, liền làm tính toán khác. Đi trước thẩm phủ. Đã lâu không gặp vân phu nhân, rất nhớ. Mục giả không kịp chờ đợi, đổi lại phong ma nhân, đi tới thẩm phủ. Bóng đêm như nước, Đình viện bên trong, Vân phu nhân ngóng nhìn trăng sáng, tàn nguyệt phản chiếu tại con mắt của nàng bên trong, lộ ra có mấy phần cô tịch. Đã lâu, hắn hồi lâu không đến thẩm phủ. Vân Di, cái kia Mục Tinh Hà hẳn không có đi tìm hiểu thất Tuyệt Yêu Ma tin tức. Những ngày này, ta đều đi Túy Hương lâu, không thấy được thân ảnh của hắn. Một bên Thẩm Thanh Thiền nói, nói rõ hắn khả năng từ bỏ. Hắn hẳn là có sự tình khác sẽ không xảy ra chuyện lại nói kia thất tuyệt hoàng độ bao nhiêu năm lão nghe đồn thất tuyệt yêu ma biến mất trên trăm năm hắn một cái phong ma nhân làm sao có thể tìm được ta nhìn trước đó là ngươi vân di ngươi suy nghĩ nhiều vân phu nhân cái này một thanh âm vang lên đã trễ thế như vậy vân phu nhân còn chưa đi ngủ hai người sững sờ xoay người liền thấy xa xa mái hiên bên trên đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc ngươi. Vân phu nhân đứng người lên, trong mắt phản chiếu tàn nguyệt cùng con ngươi dung hợp, chậm rãi biến thành trăng tròn, sao ngươi lại tới đây? Một, hồi lâu không thấy, ta rất muốn niệm vân hoặc phu nhân, ăn ngay nói thật. Hai, tùy ý đi dạo Thái Bình Thành, ta tìm được một chút bảo tàng, một mặt đạm mạc vải ra. Ba, muốn cùng vân phu nhân ngươi ngủ, sắc tâm nảy mầm. Bốn, mục giả. Cái này tuyển hạng cái gì ý tướng? làm sao còn sẽ có ba loại này vô sĩ tuyển hạng? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Nguyên lai like đây chính là nữ nhân sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mục giả tuyển 3 Cũng là không có ý tứ gì khác, liền muốn nhìn xem vân phu nhân nên như thế nào ứng đối. Chọn xong về sau, hai người lần nữa sửng sốt, ánh mắt xuất hiện biến hóa rõ ràng, tự như chưa bao giờ thấy qua cái sau đồng dạng nhất là kia thẩm thanh thiền trên mặt rõ ràng hiển hiện một vòng nộ khí đang muốn mở miệng lại bị vân phu nhân đưa tay ngăn chặn tiên sinh là thật tâm sao vân phu nhân khuôn mặt bình tĩnh nếu là thật sự kia theo ta tới đi nói xong vân phu nhân quay người đi vào phía sau khuê phòng bên trong Mục giả không phải đâu đến thật hảo cảm không hàng a Mục giả đối cái này tuyển hạng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới như thế trần trụi đùa giỡn, cái này thẩm phu nhân vậy mà không có hàng hảo cảm. Khi thẩm thanh thiền phản ứng, mới xem như tương đối bình thường. Mà lại trước tiên hảo cảm thật không có hàng. 50 điểm độ thiện cảm, chẳng lẽ đã để vị này vân phu nhân có hiến thân ý tứ sao? Tình cảm ngầm sinh, nói rõ vân phu nhân trong lòng đã có mấy phần tình ý, dưới loại tình huống này, cho dù nói ra một chút quá càng rỡ ngôn ngữ, tự hồ cũng sẽ không hoàn toàn giảm xuống hảo cảm. Hoặc là nói, cái này vân phu nhân có khác ý khác. Mục giả đi vào gian phòng, lúc này mới có thể nhắc nhở vân phu nhân hảo cảm hạ thấp đến 40 điểm. Gian phòng bên trong, dưới ánh nến, mây phu nhân đã nằm ở trên giường, bên giường còn có vân phu nhân vừa mới trút bỏ quần áo. Từ khía cạnh nhìn lại, nguyên bản bằng phẳng màu xanh giường bị nhiều một chỗ chí cao điểm, vẫn không có cự tuyệt. Mục giả ngoài ý muốn, chỉ là lúc này Vân phu nhân mặt không biểu tình, thẳng đến cái sau đi đến bên giường mới chậm rãi nói: "Ngươi cứu ta tính mệnh, lại giúp ta nhiều lần không cầu hồi báo, không màn ta thẩm gia gia nghiệp. Ta một mực không rõ ràng ngươi một vị phong ma nhân vì sao làm như vậy. Nhưng nếu là dạng này, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Này đêm qua đi, chúng ta không ai nợ ai, ngươi nếu là nguyện ý" tới lấy. Nói xong lời này về sau, độ thiện cảm sẽ lại hàng 10 điểm, tiến thêm một bước khả năng hảo cảm sẽ xuống làm số không. Thấy thế, mục giả như có điều suy nghĩ. Cái này tuyển hạng có lẽ quả thật có thể cùng vân phu nhân ngủ một giấc, nhưng chỉ sợ cũng không có đến tiếp sau, cái này độ thiện cảm muốn nhắc lại đi lên sợ là khó như lên trời. Chẳng biết tại sao, mục giả nhìn xem lúc này vân phu nhân, phát hiện mặt mũi của nàng bình tĩnh bên ngoài, tự hồ càng có mấy phần buông lỏng chi ý. Không có chút nào khẩn trương cảm giác. Cái này khiến mục giả có chút không hiểu. Mục giả lao về tới vừa rồi. Lần này lựa chọn một. Chọn xong một về sau, vì này vân phu nhân trên gương mặt hiếm thấy xuất hiện mấy phần đỏ nhạt, giống như cũng chưa từng ngờ tới cái sau sẽ nói loại lời này, sau đó hảo cảm tăng lên hai điểm. Mục giả một cái này tuyển hạng kỳ thật làm trái phong ma nhân cho tới nay hình tượng, ấn lý thuyết vân phu nhân hẳn là ngoài ý muốn, sau đó hàng mấy điểm hảo cảm mới đúng. Rốt cuộc, từ trước đó hảo cảm tăng lên tình huống đến xem, vân phu nhân tăng lên điểm ở chỗ, cảm giác thần bí, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cao ngạo cường đại, phương diện này. Một loại này thiên hướng về tình lữ ở giữa lời tâm tình, hẳn không phải là vân phu nhân hảo cảm điểm mới đúng. Tinh tế suy tư một phen về sau, Mục giả mơ hồ cảm giác giống như minh bạch. Đã có 50 điểm cơ sở hảo cảm, lúc này Phong Ma Nhân tại Vân Phu Nhân trong lòng đã không đồng dạng. Loại lời này ngược lại có thể hơi tăng lên quan hệ giữa hai người, triển lộ ra nàng chưa từng thấy qua Phong Ma Nhân mặt khác. Cho nên, thật bất ngờ, nhưng nàng hảo cảm cũng sẽ tăng lên, cũng sẽ không hạ thấp. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, mục giả bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai đây chính là nữ nhân sao? Làm tình cảm ngầm sinh lúc, nhìn nàng trong mắt, đã bất tri bất giác nhiều một tầng lọc kính. Tại cái này phá trò chơi bên trong, nhìn đến ta sớm muộn có thể trở thành tình thánh A. Mà lại, thông qua ba đến xem, quá thần bí phong ma nhân, tại nhiều khi sẽ cho vân phu nhân một loại áp lực. Một loại xen vào thích, nhưng lại trở ngại giữa hai bên vô hình ngăn cách áp lực. Cho nên, làm phong ma nhân đưa ra một chủng loại giống như giao dịch giống như ngũ lúc, vân phu nhân trong lòng có lẽ sớm đã nghĩ tới loại khả năng này, nàng không có ngoại ý muốn, ngược lại là có chút buông lỏng. Bởi vì điều này nói rõ, phong ma nhân cũng chính là một cái tục nhân thôi, không thần bí gì, càng không có gì phải sợ. Thật phức tạp. Nghĩ một lát, một giả cảm giác đầu óc có chút đau nhức, giống như có cái gì muốn mọc ra. Lao về sau, một giả lựa chọn hai bởi vì cái này cảm giác mới là phù hợp nhất phong ma nhân tuyển hạng. Tùy ý vung ra một viên từ hoàng đồ bí tàng bên trong mang ra bảo bối. Đây là Vân Phu Nhân tiếp nhận một viên ngọc bội, quan sát tỉ mỉ một lát sau, mắt bên trong lóe ra chấn kinh vạn phần ánh sáng, đây là Thái tổ thời đại sông hoàng bội. Ngươi, ngươi thật đi tìm thất tuyệt hoàng đồ rồi. Để cho ta nhìn xem, để cho ta nhìn xem một bên thẩm thanh thiền lại gần hét lên vân phu nhân buông xuống ngọc bội trên dưới giò xét trước mắt vị này phong ma nhân mục tinh hà thực sự không cách nào tưởng tượng cái sau là làm sao tìm được truyền thuyết này bên trong bảo tàng năm đó từ khi chính dương hoàng đế chết về sau cái này bảo tàng con đường duy nhất liền không có những năm gần đây không biết có bao nhiêu thế lực đều từng âm thầm đến thái bình thành nghe ngóng tìm kiếm đều là không thu hoạch được gì sớm đã trở thành truyền thuyết nàng kỳ thật biết một hai, nhưng cũng chỉ biết được kia bảo tàng manh mối khả năng tại túy hương lâu bên trong, cùng kia nguyên sương cô nương có lẽ có mấy phần quan hệ. Kia bảo tàng nhiều năm như vậy đều không ai tìm tới. Lại làm sao có thể là tùy ý dạo chơi liền có thể tìm tới. Mà lại, vô cùng có khả năng sẽ còn tao ngộ thất tuyệt yêu ma, trên phố nghe đồn cái này thất tuyệt yêu ma có thể thông biết người đích thất tình lục dục, có thể mê hoặc nhân tâm, cho nên xưng là thất tuyệt, liền xem như lợi hại hơn nửa phong ma nhân, đều không thể phát hiện cái này yêu ma tung tích, khó đối phó hơn. Ngươi! Vì sao mạo hiểm như vậy? Vân phu nhân đôi mắt vô cùng phức tạp. Mạo hiểm! Mục giả nghĩ nghĩ. Xác thực rất hiểm, rốt cuộc túy hương lâu là tiêu hồn động, không có thanh lâu khách làng chơi tư bản, thật đúng là không nhất định lẫn vào đi vào. Sau đó, mục giả đơn giản báo cho bí bảo vị trí. Mặt khác, kia Thái Bình thành phủ đại lao bên trong, liền là khổ nhục chế tác đầu nguồn. Mục giả nói xong cái này, liền rời đi. Người này, đến đều tới, hắn làm sao không thể lưu lại thêm? Thẩm Thanh Thiền nghi ngờ nói, Vân Di, cảm giác hắn giống như liền là đang lợi dụng ngươi đồng dạng. Căn bản không phải giống như ngươi nói vậy muốn giúp ngươi. Mỗi lần tới đều là tới lui vội vàng. Ngươi đối với hắn mà nói, cảm giác giống như không tồn tại đồng dạng, giống như là một cái công cụ. Người cái này đứa nhỏ ngốc. Vân phu nhân nhìn phía xa trong đêm tối cô ảnh, nói khẽ, "Ngươi xem một chút này đôi hoàng bội." "Thế nào?" "Cái này mặt trên còn có bụi bặm lịch sử, không có trải qua bất luận cái gì thanh tẩy." Vân phu nhân nói, "Điều này nói rõ cái gì?" "Cái gì?" "Nói rõ." "Hắn trước tiên tìm tới bảo tàng." Liên đến, thậm chí không hề dừng lại một chút nào. Nếu như ta đối với hắn mà nói giống như là không tồn tại, đêm khuya thế này, hắn vì sao không rõ ngày qua? Thẩm Thanh Thiền ngẩn người. Vân Di có ý tứ là? Hắn kỳ thật muốn gặp ngươi. Thẩm Thanh Thiền suy tư nói là như vậy sao? Thanh Thiền, ngươi còn nhỏ. Vân Phu Nhân nói, còn không hiểu loại này nam tử là cùng vị kia tuổi trẻ một thiếu hiệp khác biệt. Hắn biểu đạt hàm nghĩa phương thức cũng hoàn toàn không phải như các ngươi đồng dạng nói thẳng thẳng ngữ. Mà lại, ngươi ngẫm lại xem, hắn nói nhẹ nhõm, chỉ là tùy tiện tìm tìm, đã tìm được bảo tàng. Ngươi tin không? Thẩm thanh thiền lắc đầu. Cái này sao có thể? Đúng vậy à, ngươi cũng không tin. Vân phu nhân nói, chắc hẳn cái này trong đó nhất định là trải qua chúng ta không cách nào tưởng tượng long đông cùng khó khăn. Ngươi nhìn. Hắn tới lúc quần áo hoàn hảo, ta kết luận hắn khẳng định là sách trước đổi qua. Chỉ là không muốn để cho ta biết được thôi. Vì sao? Thẩm thanh thiền buồn bực. Vân phu nhân ưu tiếng nói. Tự nhiên là không muốn để cho ta biết được. Không muốn để người lo lắng thôi. Hắn nói càng là nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ sợ cũng càng khó. Ngươi còn cho rằng, ta đối với hắn mà nói giống như là không tồn tại sao? thẩm thanh thiền bừng tỉnh đại ngộ, chợt cảm thấy mười phần có đạo lý. Vân nhàn hảo cảm tăng lên 57, 100 hạ tuyến lúc, mục giả thấy được tin tức này nhắc nhở. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Tà tu đột kích Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Còn không được đến chân chính bảo tàng liền tăng lên nhiều như vậy hảo cảm. Mục giả có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nghĩ không thông, rốt cuộc nữ nhân này quá phức tạp đi. Hạ tuyến về sau, mục giả nhìn một chút cửa số trò chơi, phát hiện cửa thứ ba tại thương thành giao diện cũng xuất hiện. Kỳ ra Thái Bình, cửa này giải tỏa cần 800 nhạc viên tệ mua sắm. Có hai nhân vật năng lực bảo rương. Trước tiên có thể dùng một cái. Cái này bảo rương cực kỳ trân quý, mục giả lưu một cái là dự định trò chơi bên trong thẻ quan lúc, gặp được chỗ khó lúc lại dùng, để phòng vạn nhất bây giờ dư thừa một cái, liền có thể trước dùng một cái. Nên chọn cái nào tương đối tốt đâu. Phong ma nhân hàng ma chi thân, du hiệp hy sinh vì nghĩa, thành lâu khách làng chơi vu sơn mây mưa, lạc thủ tội hoa. Kỳ thật hiệp đạo đi trọng năng lực cũng cực kỳ thực dụng, cũng rất mạnh, nhất là tại đao kiếm phong ma bên trong. Nhưng để ở tu tiên giới, loại này đi trọng cũng rất dễ dàng bị phát hiện, thực lực hơi cao một chút tu tiên giả đều có thể dễ như trở bàn tay phát giác về phần vượt nóc băng tường nha. Kỳ thật còn tốt. Tu tiên giới khinh thân thuật có thể so sánh cái này lợi hại hơn nhiều. Muốn tăng lên sức chiến đấu, hàng ma chi thân tốt nhất. Cái đồ chơi này đơn thuần đặc dị lực lượng. Có thể lâm thời tăng lên thực lực bản thân. Nhưng cái này nguyên lý đặt ở tu tiên giới thông dụng sao? Có thể hay không sinh ra biến dị? Hy sinh vì nghĩa, xem như khái niệm cấp bậc năng lực thiên phú, hành hiệp trượng nghĩa vì người khác hy sinh có tỷ lệ sống sót. Đặt ở tu tiên giới, đây cũng là tương đương bắn nổ bảo mệnh thiên phú, chính là vì người khác hy sinh, phát động độ khó có chút cao. Tu tiên giới vẫn là cậu lấy điểm tốt. Vu sơn mây mưa. Ý vị này có thể đạt được thanh lâu khách làng chơi hùng hậu tư bản cùng siêu cường thiên phú A, nếu để cho những cái kia hợp hoang tông nữ tu biết, sợ sẽ là một cái trời sinh nằm tính lô đỉnh tạm thời đối với mình không có tác dụng gì lạc thủ tồi hoa rất không tệ nếu như đối mặt nữ tu sĩ thực lực tăng vọt bảo dương tồn một cái kỳ thật còn rất tốt giải tỏa nhân vật những thiên phú khác năng lực liền có thể thêm ra lựa chọn tính so giá cao kiếm tê suy nghĩ hồi lâu mục giả quyết định đổi một cái lạc thủ tồi hoa cái này tu tiên giới nữ tu sĩ nhưng khó đối phó nhìn xem trần người thọ hôm nay ánh trăng đẹp vô cùng. Mục giả nhìn một chút ngoài cửa sổ, cảm thán một tiếng, nhắm mắt lại, đang định ngủ. Chợt. Mục giả bỗng nhiên mở mắt đứng dậy, một cổ quỷ dị thủy ác, từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Chung quanh linh lực ba động dị thường. Là thủy lao phù. Là cấp hai thủy lao phù. Ta thạch ốc, bị người dùng cấp hai thủy lao phù khốn trụ. Mục giả đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đào thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thanh âm khàn khàn từ bên ngoài chậm rãi vang lên. Mục giả, không nghĩ tới ngươi cũng luyện khí tầng 2. Mục giả đi ra thạch ốc, chung quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt lộng ánh sáng màu xanh nước biển. Cấp 2 thủy lao phù vậy liền rất lợi hại, phạm vi càng lớn, có thể vây khốn càng nhiều tu sĩ, luyện khí tầng 6 trở xuống, đều khó mà tại thủy áp hạ bình thường hành động, phẩm chất thượng thừa thủy lao phù cao nhất có thể ảnh hưởng luyện khí chính tầng tu sĩ. Ngươi là ai? Mục giả một mặt cảnh giác nhìn phía xa nam tử áo đen. Hắn đôi mắt huyết hồng, toàn thân vây quanh tại trường bào màu đen bên trong, mang theo một cái yêu dị mặt quỷ. Ta ngươi cũng không nhận ra. Cái này hắc bào nam tử cười nhạo một tiếng, ta là Trần Lập, các ngươi lúc trước xưng hô ta là Trần Người Thọt, nếu như cái này đều quên, kia gần nhất để người thần hồn nát thần tính tà tu huyết dâm đồ không có nghe nói tới sao. Mục giả sững sờ, trần người thọt. Nhìn qua, tự hồ cùng trần người thọt thân ảnh có phần giống nhau đến mấy phần. Ngươi tìm ta làm cái gì? Mục giả nhàn nhạt hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hắc bào nam tử lãnh mâu đảo mắt, lúc trước ta bị người chân gãy ném ra thanh hà quạng mỏ, các ngươi thanh hà quạng mỏ không một người đã giúp ta. Mà ngươi, ta bằng hữu tốt nhất, càng là thờ ơ. Bây giờ, ta không chỉ có trở về, còn mạnh lên, các ngươi những người này, đều phải chết. Về phần ngươi, hắc bào nam tử khặt khặt cười một tiếng, ta muốn đem ngươi luyện thành quỷ hồn. Nhập ta vạn hồn phiên, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Mục giả Ra nói đến đây, kia hắc bào nam tử một tay vừa nhất, chỉ thấy một con huyết sắc bàn tay lớn, lăng không hướng phía mục giả đánh tới mục giả nhíu mày đây là tà tu thiết yếu thuật pháp một trong huyết thủ đại bi chú nghe đồn là năm đó cái nào đó tà tông nhập môn thuật pháp dung hợp một chút phật tu chú ngôn lúc tu luyện chỉ cần dùng mới sinh trẻ sơ sinh tâm huyết ngâm hấp thu trong đó tiên thiên huyết khí sau đó ngưng tụ thành chú ấn tại bàn tay thi triển lúc không cần bất luận cái gì trước đưa thi pháp tốc độ cực nhanh sức sát thương cực mạnh bất kỳ cấp một phòng hộ thuật pháp đều rất khó chống nổi chiêu này tà tu thích nhất loại này thuật pháp đơn giản cấp tốc thô bạo một chiêu trí mạng sau đó tùy ý đi xa có thể nói là rất nhiều tà tu chắc chắn sẽ pháp thuật nhất là tay này đánh tới kia huyết trưởng bên trong mơ hồ có thể nghe được trẻ sơ sinh thúc thích kêu trên đối tu sĩ có thể tạo thành nhất định tinh thần tàn phá đây cũng là chú ngôn đặc tính luyện khí kỳ loại này tà tu thuật pháp uy lực phi thường mạnh một kích này uy lực chỉ sợ luyện khí 4 năm tầng tu sĩ có thể thuận tiện bị cào thành chia năm xẻ bảy mục giả thở sâu lập tức cho mình thi triển một cái khinh thân thuật bước chân nhẹ nhàng đạp một cái cơ hồ là dáng kia huyết sắc bàn tay lớn bên cạnh tránh mà qua a à, cái sau hình như có mấy phần ngoài ý muốn mục giả tỉnh táo vô cùng tay kết pháp quyết đầu ngón tay huy động chính là một cái canh kim trảm tuệ kiếm sử dụng ra chẳng biết tại sao triển khai phép thuật này lúc, một giả cảm giác có loại chưa bao giờ có thông thuận cùng tơ lụa, ngay cả linh lực trong cơ thể phản phất đều linh hoạt rất nhiều. Kim sắc kiếm quan tốc độ cực nhanh. Hừ, tạp dịch liền là tạp dịch. Hắc bào nam tử dễu cợt, còn tại dùng loại này rác rưởi thuật pháp. Có thể phá ta phòng ngự sao? Nói xong, hắc bào nam tử tiện tay giơ cánh tay lên, không né tránh, kia huyết sắc bàn tay lớn trực tiếp tiếp được đây chỉ là dùng cho nhổ cỏ trảm tuệ thuật pháp. Nhưng mà, sau một khắc, kia kiếm quan đúng là đem huyết sắc bàn tay lớn trực tiếp chặt đứt, mới hoàn toàn biến mất. Chưa từng xuất hiện tưởng tượng bên trong, một trảo bóp nát kiếm quan hình tượng, cái này khiến hắc bào nam tử sửng sốt hồi lâu. Mục giả cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắc bào nhân này tu vi chí ít tại luyện khí tầng 6 trở lên. Không thích hợp canh kim trảm tuệ kiếm cũng không có cái này uy lực. Mục giả thuần túy chỉ là thăm dò tính công kích. Này huyết sắc đại bi chú chính là tà tu pháp thuật, căn bản không phải bình thường thuật pháp uy lực có thể sánh được, nhất là tính công kích. Chờ chút. Mục giả sắc mặt một trận quái dị, nhìn chầm chầm cái sau, híp mắt nói, ngươi không phải trần người thọ. Ồ! Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, vậy ta là ai? Ta không biết nhưng ta biết. Mục giả thản nhiên nói, ngươi là một cái nữ tu sĩ, tuyệt không có khả năng là trần người thọt. Không sai, người này trăm phần trăm là cái nữ tu sĩ. Bởi vì vừa rồi kia một cái canh kim trảm tuệ kiếm, quy lực rất rõ ràng không thích hợp. Lấy mục giả phỏng đoán, chỉ có thể là lạc thủ tội hoa năng lực cải biến. Người áo đen không nói chuyện. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Chợt, kinh khủng thủy áp che ngập bầu trời đánh tới. Mục giả biến sắc, cái này cấp 2 thủy lao phù uy lực chân chính, hoàn toàn không phải cấp 1 có thể so sánh. Cấp thấp tu sĩ ở bên trong, thậm chí có thể trực tiếp bị nước này ép ép thành một vũng máu thịt. Mục giả không thể động đậy, chậm rãi vận chuyển phúc hải độc tôn công, thích ứng lấy cổ thủy áp. Cái này cấp 2 thủy lao phù, cho dù có phúc hải độc tôn công cũng phải thích ứng một trận mới có thể làm cho mình hành động tự nhiên. Chỉ là người này mục giả trong lòng cảm giác nặng nề tu tiên giới nguy hiểm viễn siêu mình tưởng tượng chỉ là hắn trong lòng có cái nghi vấn người này tự hồ cũng không muốn giết mình bởi vì nếu là thật sự muốn động thủ đã sớm ngay từ đầu liền động thủ mà không phải như bây giờ như vậy mục đích chỉ có một cái đúng lúc này một bóng người khập khiễng xuất hiện tại thủy lao bên trong thả hắn mục đích của các ngươi là ta Người kia thanh âm lạnh lùng, trầm ổn dị thường. Một giả dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người này chính là Trần Lập, Trần Người Thọt tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Các ngươi khả năng giết không được ta. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lúc này Trần Lập, đồng dạng thân mang một bộ đồ đen, kia bình thường phổ thông khuôn mặt lại không có bất kỳ cái gì mặt nạ che chắn. Quả nhiên, hắc y nhân kia là giả. Đồng thời, tại Trần Lập xuất hiện trong nháy mắt, một giả rõ ràng cảm giác được thủy lao phù hiệu quả càng mạnh. Phu nhân nói quả nhiên không sai. Tu sĩ áo đen ngôn ngữ bên trong rất có vài phần đắc ý, ngươi cùng tiểu tử này xác thực còn có mấy phần quan hệ, không nghĩ tới thực sẽ vì hắn ra. Cũng khó trách tiểu tử này không có chút nào lộ ra cùng ngươi có liên quan tin tức. Ha ha ha. Cười to bên trong, hiển thị rõ đắc ý. Mục giả ngược lại là không có ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu người này ra tay không có nhất định ý tứ, hắn liền đoán được mấy phần. Nhưng, dẫn Trần Lập đi ra ngoài là cái gì ý tứ? Hẳn là, mục giả nhìn về phía Trần Lập. Nói thật, lúc này Trần Lập rất xa lạ. Theo lý thuyết, hắn vốn là hai cái đùi đều bị phế đi, lần thứ nhất trở về gặp đến lúc đó, liền tốt một đầu. Lần thứ hai nhìn thấy lúc, Hắn mặc dù cả người là máu, nhìn xem thụ thương nhưng cũng không có làm bị thương chân. Lần này gặp mặt, hắn khập khiễng, chân què không có bất kỳ cái gì tổn thương, như thế cất bước càng giống là một loại lâu dài đã thành thói quen. Thay đổi lớn nhất, tự nhiên là ánh mắt. Lấy trước trần lập ánh mắt bên trong liền rõ ràng lộ ra một cổ thanh tịnh trung thực. Nhìn một cái liền là một cái thường thường không có gì lạ người thành thật. Khi trở về, đôi mắt lạnh lùng càng giống là một cái trải qua thế sự chìm nổi lão tu sĩ nhưng cũng không phải là không thể lý giải rốt cuộc hắn kinh lịch vợ rời lưng phản thân tàn bị ném tu vi bị phế so với phạm nhân còn thảm hại hơn như thế còn có thể sống sót có biến hóa kia là bình thường trong đó có lẽ kinh lịch một chút kỳ ngộ hoàng lị liền phái ngươi trần lập nhìn xem cái sau lặng im im lặng ngươi vào thủy lao phù tu vi bị áp chế người áo đen cười nhạo một tiếng ta một cái liền có thể đối phó ngươi không cần làm phiền phu nhân ngươi bây giờ giao ra món kia bảo bối ta còn có thể thả ngươi nếu không nói xong người áo đen đưa tay vung lên liền là một cái huyết thủ đại bi chú tản ra tanh hôi huyết khí đại thủ ấn lúc này uy lực cũng không có so với lần trước mạnh hơn nhưng tốc độ càng nhanh nhưng mà trần lập đồng dạng một tay nhô ra chưởng ngưng tinh hồng đồng dạng là một cái huyết sắc đại bi chú kỳ quái là trần lập cái này một cái huyết thủ đại bi chú ẩn có phật quan sáng chói ngược lại là cũng không cái gì mùi tanh hôi vị thủ ấn bên trong hình như có rất nhiều chắp tay trước ngực ấu anh tại cầu nguyện rất có vài phần thần bí quỷ dị cả hai chạm nhau người áo đen biến sắc quanh thân lập tức dâng lên một lòng ánh sáng chỉ bằng ngươi chưởng ảnh đánh tới trong nháy mắt bóp nát người áo đen trên người linh lực vòng bảo hộ đem cái sau đánh bay ra ngoài. Một giả thầm giật mình, cái này trần người thọt xem ra cần phải đến kỳ ngộ không nhỏ a. À. Lúc trước tu vi cũng là luyện khí một hai tầng, lúc này mới qua bao lâu, một chiêu này pháp thuật nhìn qua giống như là huyết thủ đại bi chú, nhưng thi triển lúc lại mượt mà tơ lụa, phản phất diễn luyện vô số lần, có loại kim đan nguyên anh đại tu sĩ thi triển hương vị, mà lại cả hai quy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Luyện khí tầng 7 Mục giả đánh giá một chút Trần Lập lúc này thực lực. Thê tử phản bội. Đại nạn không chết. Tu vi tăng vọt. Mục giả thầm nghĩ, làm sao cảm giác có chút nhân vật chính ý tứ. Cái này, mấy đạo nhân ảnh từ chung quanh thoát ra, trên người bọn họ đều là dáng một trương thủy hệ phù lục, dễ như trở bàn tay tiến vào thủy lao phù bên trong, tự hồ hoàn toàn không nhận thủy lao phù ảnh hưởng. Cầm đầu là một tên quần áo vàng nhạt váy xa thiếu phụ thiếu phụ này ngày thường ngược lại là dung mạo kiều diễm, dáng người thước tha, nhất là cặp mắt kia, rất có vài phần câu hồn chi ý. một giả một đoán, đây chính là kia trần lập vợ trước, hoàng lị, là thanh hà phường thì tán tu, luyện khí tầng một nữ tu sĩ. về sau bị thanh hà phường bà mối giới thiệu cho trần lập, lập ca. hoàng lị dịu dàng nói, chúng ta vợ chồng một trận, làm gì như thế? ngươi khi đó luôn miệng nói yêu ta thậm chí vì giúp ta tăng cao tu vi, không tiếc lấy ra trên thân tất cả linh thạch chỉ vì mua một hộp ngưng khí đan. Bây giờ ta nghĩ ngươi muốn một chút đồ vật, ngươi làm sao lại không cho rồi? Ngươi có biết hay không, ngươi bên ngoài xảy ra chuyện về sau, ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngày nhớ đêm mông, trong ngươi chờ đến bông hoa đều cảm ơn. Nếu không phải kia linh thú các thiếu các chủ nói nguyện ý phái người ra ngoài tìm kiếm ngươi, ta là quyết định sẽ không ủy thân hạ gã cho hắn. Tà đó cũng đều là vì ngươi nha. Mục giả Cái này thanh âm nữ nhân bánh mị vô cùng, tu sĩ tầm thường nghe xong sợ là tâm đều muốn mềm ba phần. Chỉ là, lời nói này có phải hay không quá vô sĩ? Ban đầu là trần lập vì kiếm lấy linh thạch, bất đắc dĩ đi bên ngoài săn giết yêu thú, nửa đường bị một đám tà tu tập kích, lại đoạn một cái chân sau phế đi tu vi. Sau đó cũng không lâu lắm, vợ hắn cũng chính là hoàng lị, liền tái giá cho linh thú cát người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này hiển nhiên liền là trong bóng tối có người chỉ điểm bởi vì rất đơn giản tà tu ở bên ngoài gây chuyện ngươi chỉ cần giao ra linh thạch cùng tài bảo liền có thể lưu một mạng căn bản sẽ không nói phế bỏ ngươi giết ngươi người ta tà tu cũng hiểu được giết ngươi không bằng về sau lại đến cướp ngươi phế bỏ ngươi ngươi làm sao kiếm lấy linh thạch người ta về sau làm sao tới cướp ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là thật có thù hận, căn bản sẽ không giết ngươi. Trần lập nhiều đàng hoàng một người, sao có thể có cái gì cừu nhân? Gặp được cướp tu, vậy khẳng định không nói hai lời bảo mệnh quan trọng giao ra linh thạch. Làm sao cho người ta không hiểu thấu phế đi, hơn nữa còn là ở bên ngoài, thì tương đương với giết hắn. Kết hợp vợ hắn tốc độ ánh sáng tái giá, có chút mấy phần tâm tư người, cũng nhìn ra được trong đó có quỷ. Chỉ là loại chuyện này, tại tu tiên giới qua quyết bình bình. Nhưng mà Trần Lập không nói chuyện, đưa tay liền là mấy phát băng thương, góc độ xảo trá đánh tới. Hắn trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có đơn thuần vết chóc dục vọng. Mục giả một bên âm thầm vận chuyển phúc hải độc tôn công thích ứng thủy lao phù chờ đợi thời cơ, một bên nhìn xem hai phe đội ngũ đấu pháp. Hoàng lị một phương có bốn vị tu sĩ, đều là luyện khí sáu bảy tầng tu vi, phối hợp ăn ý, xem xét liền đến có chuẩn bị, vừa rồi người áo đen kia chỉ là dẫn đầu thôi chỉ là trần lập thực lực lại càng vượt quá mục giả dự kiến hắn sẽ chỉ số loại pháp thuật đối mặt bốn năm vị cùng hắn cảnh giới bằng nhau tu vi lại thành thạo điêu luyện kinh nghiệm chiến đấu xem xét liền vô cùng phong phú tự như là tiểu thay mặt sẽ không phải gia hỏa này có cái lão gia gia a bị đoạt xá rồi cũng không giống a cũng không lâu lắm chỉ thấy Trần Lập bỗng nhiên móc ra một thanh huyết sắc đoạn côn, giống như là bị giết thần phụ thể đồng dạng, thực lực tăng vọt, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền ngay cả bại mấy người, chỉ là hắn thở dốc 10 phần gấp rút, giống như là đang tiêu hao sinh mệnh đồng dạng. Nằm trong loại trạng thái này, hoàng lị một phương mấy vị tu sĩ, khó mà duy trì, cũng không lâu lắm nhau nhau thua trận, trong đó hai vị tu sĩ trực tiếp bị hắn Trần Lập một phát băng thương thuật nhất tiễn sông điêu, xuyên tim mà qua, máu tươi nội tạng rải đầy một chỗ. Hoàng lị sắc mặt hoảng sợ, cái này, nàng linh cơ khẽ động, nhìn về phía một bên bị vây ở thủy lao phù bên trong mục giả, lập tức cùng còn thừa hai vị tu sĩ vọt tới, cưỡng ép ở mục giả. Trần Lập, đừng nhúc nhích. Ngươi lại cử động ta liền giết hắn. Hoàng lị sắc mặt tái nhợt hét to một tiếng. Trần Lập khẽ giật mình, trong mắt huyết sắc dần dần biến mất mấy phần. Hắn lúc này máu me khắp người, có địch nhân, cũng có mình. Khi huyết sắc đoạn côn tại máu tươi phụ trợ dưới, càng thêm kinh khủng. Các ngươi không có linh lực, thi triển không ra pháp thuật. Trần Lập giống như tính toán cực kỳ tinh chuẩn, lạnh lùng nói, tại các ngươi động thủ trước, ta liền có thể giết các ngươi. Ai muốn nói với ngươi, không có linh lực, không thể giết người đâu. Hoàng Lị cười nhạt nói. Một vị tu sĩ đưa bàn tay rơi vào mục giả trên cổ, ngạo nghễ nói, ta là thể tu, tuy chỉ là mới nhập môn, nhưng muốn kết một cái luyện khí tầng hai tu sĩ, bất quá một tay ở giữa thôi. Trần Lập hiếp mắt, buông xuống huyết sắc đoạn côn. Cái này, cái kia. Mục giả bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi khả năng giết không được ta. Ừm. Ba người hơi sững sờ. Còn chưa lối ra. Thừa dịp ba người ngay người công phu. Mục giả đầu ngón tay khinh động, như xuyên hoa hồ điệp giống như, tại ba người quanh thân hiện lên. Túy hương 18 tay chi giải mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người như bị sét đánh, toàn thân rì rào run rẩy, bất quá một lát, liền ngã xuống. Không một tiếng động. Mục giả rung lên quần áo, chậm rãi thở hắt ra, phúc hải độc tôn công vẫn là không có tu luyện đến nơi đến chốn, thế mà dùng nhanh thời gian một nén nhang. Trần Lập Nhìn xem ngã xuống ba người, hắn ánh mắt có chút mê mang. Ta vừa rồi đánh lâu như vậy. Trần Lập bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất, đoạn côn trong tay nửa chèo chống trên mặt đất, trong chốc lát lặng im im lặng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.